Phước Trỗi bằng số điểm cao nhất trong top 12 thí sinh trạm A. Và hạng nhất đã thuộc về Cao Thiên Trang với số báo danh 789. Cao Thị Thiên Trang đã trở thành thí sinh tiếp theo nhận được đặc quyền của người chiến thắng, bao gồm nhân 3 điểm bình chọn trong 48 giờ trên cổng bình chọn và tương tác của Eventista. Trang cá nhân trên cổng bình chọn và tương tác của Eventista có huy hiệu riêng dành cho người chiến thắng tập. Trong tập tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, những thử thách cam go nào đang đón chờ top 45 thí sinh xuất sắc nhất ở phía trước? Chào mừng top 45 cô gái xinh đẹp đang đến với trạm tôi luyện Cosmos Space ngày hôm nay. Chúng ta đang đến với một chủ đề lần đầu tiên có mặt tại Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, chủ đề phụ nữ khởi nghiệp. Chị sẽ bán 51%, chị sẽ lấy 49% thôi. Chị thôi. Làm lâu năm rồi, chị bỏ em bé ra xa được, nhưng em bé còn mới mà. Người ta sẽ giúp cho mình để kiếm tiền nhanh hơn, phát triển nhanh hơn, đúng không? Dạy năng khiếu cho các em từ 3 đến 10 tuổi. Để làm giáo dục thì mình phải có uy tín, không biết là bạn đã có những thành tựu gì, bằng cấp gì để mà bạn có thể dạy lại. Tạo ra một cái môi trường chỉ là free miễn phí thôi. Dạy miễn phí hay tài trợ miễn phí cho các bạn thì anh thấy nó không thiết thực cho lắm. Đối với em, bạn nào cũng xứng đáng trở thành Miss Cosmos Việt Nam. Bản thân chị là người nghe thì chị vẫn chưa hiểu rõ được cái điều em muốn nói là ai sẽ trở thành Hoa hậu Miss Cosmos Việt Nam 2023. Rõ ràng câu hỏi của mình là một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Em đang trả lời một câu hỏi khá là lòng vòng đối với chị. Nhi đi không đồng ý với cả quan điểm của Ly. Một người phụ nữ khiêm tốn không thể nói là mình là người đẹp nhất, mình là một người giỏi nhất và mình xứng đáng để mình chiến thắng cái cuộc thi này. Người thắng hay không thắng nó cũng là duyên, nó cũng là may mắn, nó cũng là có thể là thời điểm. Thì thế nhưng nghĩ là cái trả lời của em là cái trả lời đúng đắn nhất trong cái thời điểm bây giờ. No. Tất cả sẽ có trong tập tối nay. Top 45 cô gái xinh đẹp đang đến với trạm tôi luyện Cosmos Space ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta đang đến với một chủ đề lần đầu tiên có mặt tại Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, chủ đề phụ nữ khởi nghiệp. Đối với em thì đây là một chủ đề vô cùng thú vị, vô cùng hấp dẫn và cũng như là sẽ giúp ích cho chúng em không chỉ ở trong cuộc thi mà còn ở cuộc sống bên ngoài. Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, Miss Cosmos Việt Nam, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam mong muốn có thể trở thành một bệ phóng cho những cô gái trẻ đầy tự tin, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm và dám biến những ý tưởng của mình thành hiện thực. Đồng thời, cuộc thi cũng hy vọng rằng có thể truyền cảm hứng được cho giới trẻ về khởi nghiệp để các bạn sẽ có được một cái sự nghiệp vững chắc bên cạnh những sứ mệnh của một Hoa Á hậu. Và người chiến thắng danh hiệu thì chỉ có hai. Tuy nhiên, ban tổ chức mong muốn rằng dù cho bất kỳ cô gái nào dừng lại ở vị trí nào, các bạn cũng sẽ được trang bị những kiến thức hữu ích và thiết thực nhất. Và ở thử thách Cosmos Space lần này, các bạn sẽ được khảo sát và chia nhóm theo những cái lĩnh vực mà các bạn quan tâm cũng như là mong muốn phát triển trong tương lai. Ở đây chúng ta sẽ có hai bàn tiệc trà. Các bạn sẽ được chia nhóm, mỗi nhóm 3 người để mà tiến vào từng bàn tiệc trà này. Sau đó các bạn sẽ trình bày về dự án của mình. Bàn trà đầu tiên sẽ là nhóm dành cho các bạn thí sinh mong muốn phát triển trong lĩnh vực về thời trang, làm đẹp với các vị cố vấn chuyên môn như sau: cố vấn, nữ lãnh đạo, truyền cảm hứng, doanh nhân, Hoa hậu Thu Hoài và Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 Thảo Di Lê.
khu vực bàn trà thứ hai sẽ có các vị cố vấn dành riêng cho các bạn đam mê hoặc là mong muốn phát triển bản thân mình trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ, giáo dục và sản xuất, với các vị cố vấn đạo diễn, nhà giáo dục, doanh nhân Katie Huyền, cố vấn doanh nghiệp trẻ, doanh nhân Nguyễn Hoàng Vũ và Á hậu Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022 Thủy Tiên. Trước khi các bạn bước vào thử thách chính thức ngày hôm nay thì chúng tôi cũng chuẩn bị cho các bạn hai lớp training đặc biệt cùng với hai vị chuyên gia, đó chính là đạo diễn, nhà giáo dục, đồng sáng lập Học viện Diễn xuất ICT Academy chị Katie Huyền và nữ lãnh đạo truyền cảm hứng, doanh nhân Hoa hậu Thu Hoài. Doanh nhân Hoa hậu Thu Hoài, gương mặt tiêu biểu của sự quyết tâm và sự cống hiến, đã trở thành biểu tượng của nữ lãnh đạo truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ hiện đại. Câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp của chị là một bài học về việc đối mặt với khó khăn, vượt qua rào cản và luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển. Hoa hậu Thu Hoài còn được biết đến với cuốn sách đầu tay mang tựa đề Đàn bà phố thị. Đây là cuốn sách ghi lại những tâm sự, cảm xúc chân thành nhất của Thu Hoài. Và Đàn bà phố thị cũng là một phần nhật ký trong hành trình 10 năm sinh sống, lập nghiệp tại nước ngoài và dấu mốc gần 20 năm xây dựng phát triển thương hiệu làm đẹp riêng nổi tiếng tại thương trường Việt Nam của nữ doanh nhân xinh đẹp. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ là một cái buổi training về vấn đề khởi nghiệp, startup. Thì chị cũng biết ở đây các em có những bạn vừa mới ra trường, có những bạn đã có những cái kinh doanh nhỏ lẻ cho riêng mình, và cũng có những bạn đang sở hữu những công ty của mình. Nói chung là đa dạng. Thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong công việc của chúng ta khó khăn như thế nào, gặp phải như thế nào và định hướng của chúng ta sau này như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi ngày hôm nay ha. Sau cuộc thi có những em sẽ có những giải thưởng và có những em lại chinh chiến tiếp những cuộc thi khác. Tuy nhiên thì cái giải thưởng đó nó đem đến cho chúng em là cái gì? Nó đem đến cho chúng em rất là nhiều cơ hội. Cơ hội được tiếp xúc ở những giới cao hơn, những giới kinh doanh, những giới chính trị gia, những giới tài chính rất là nhiều. Thì đây là một cái cơ hội ngàn vàng cho chị em chúng ta. Khi mà chị em chúng ta tiến sát tới và chị em chúng ta mở cái đầu ra, mình biết được cái business này nè, mình nghe người này nói cái này nè, thì cơ hội của mình mà mình chưa có, chưa biết đủ, thì mình phải làm sao? Mình phải cấp sách đi học thôi. Cái việc học không bao giờ nó là một cái gì đó nó dư thừa cả. Có rất là nhiều những kênh thông tin trên podcast cũng như là các bên tài chính, các nữ doanh nhân cũng đã có rất nhiều kênh để nói về khởi nghiệp. Đó cũng là những cái mà để cho các em có thể học hỏi và cũng có định hướng để cấp sách đến trường để mình mở rộng thêm về cái kiến thức của mảng kinh doanh của mình. Chị chỉ nói đơn giản ví dụ như phun xăm thôi đi. Tụi em thấy thì cứ mở tiệm ra đi, rồi mình làm phun xăm thôi. Mình đâu có biết cách tính hay khách như thế nào, nhưng thật ra nó có nhiều cái để mà tính lắm. Vị trí mặt bằng, dân cư ở đó như thế nào, độ tuổi ra sao, rồi tụi em sẽ chạy marketing như thế nào, bỏ bao nhiêu tiền vô cho phí, cho ở đâu nữa. Tất cả cái đó mình cũng đều phải học hết để mình tránh rủi ro. Cái điều mà Hoài muốn hướng đến các em đó là cái plan mà hoạch định chiến lược cũng như là khảo sát về ngành nghề cũng như P&L của mình phải thật cho kỹ và đưa ra rất là nhiều những câu hỏi rủi ro và mình phải đi giải quyết như thế nào. Em chào chị, em là Hồ Nguyễn Ngọc Như ạ. Em có mở một cái cửa hàng thanh lý quần áo online. Cái khó khăn của em hiện tại là khi mà em chạy marketing thì nó chưa có hiệu quả lắm. Thì em có hỏi ý kiến của một số khách hàng thì họ nói là họ cần một cái cửa hàng để họ có thể đến đó và xem những món hàng nó kỹ hơn. Thì em không biết là em có thể kêu gọi vốn từ đâu được để có thể hỗ trợ em ạ. Kêu gọi vốn nó là một cái level khác nữa, một cái level cao hơn nữa. Cho chị hỏi là cái phân khúc khách hàng của em tầm giá bao nhiêu? Phân khúc khách hàng của em là 18 tuổi trở lên, giá là khoảng dưới 100 ngàn một món đồ. Hoặc là có những cái món mà hàng hiệu thì em nhận vào khoảng 200 đến 300 ngàn ạ. Thì em nhận về cost cho em là 30%. Thật ra làm gì làm mình giữ cái cost mình ít nhất cũng phải là 35%. Thì may ra em mới có thể mở shop được. Còn cái việc mà em mở cửa hàng mà để người ta đến gần, để người ta lựa chọn á, mình phải tính một cái cách nào đó nó khác. Có thể là mình sẽ có những cái hội chợ cuối tuần. Tại vì cái giá tiền tầm trung của em á, thì em có thể mở được nhiều nơi lắm. Cứ mỗi cuối tuần là muốn cần hàng là ra đó. Rồi hay là em sẽ mở dạng mỗi ngày từng địa điểm. Thì em collab với một bên nào họ làm á,
thì em có thể mở chung với họ. Như vậy để tiết kiệm chi phí và cũng có thể trao đổi nguồn khách, cũng có thể mở rộng tập data của khách hàng của em. Chị có đưa cho em một giải pháp rất là hay, rất là đơn giản mà em có thể thực hiện được. Chị luôn luôn chọn ủng hộ nữ quyền, ủng hộ phụ nữ. Đó là tiêu chí của chị khi mà bước vào giúp ích cho xã hội. Phụ nữ chúng ta khá vất vả, sau này vừa lo cho gia đình rồi vừa lo cho doanh nghiệp nữa. Tuy nhiên thì chị luôn luôn ủng hộ nữ quyền, vì là dù chúng em có một nền tảng gia đình khá giả như thế nào, hoặc sau này chúng em có được một người thương khá giả như thế nào, thì cái sự hấp dẫn của chúng em vẫn là cái sự độc lập, tự chủ và được thể hiện bản thân của mình trên con đường sự nghiệp của mình. Cái đó không bao giờ làm cho chúng em thụt lùi cả. Nó sẽ làm cho chúng em sexy hơn, chúng em hấp dẫn hơn, và chúng em cảm thấy chúng em tự tin hơn. Chúng em là người lựa chọn, chứ không ai được lựa chọn tụi em cả. Và Diễm đang đi một cái con đường mà là một người phụ nữ, phải tự lập, phải nữ quyền, phải tự mình quyết định, không có nương tựa vào ai. Diễm nhìn chị Thu Hoài, Diễm đã có một cái nguồn cảm hứng bất tận nha chị. Không chỉ là 59 từ ngày đầu tiên, bây giờ là đã số 45. Và chị biết là mỗi ngày mọi người đang tập luyện, đang quay liên tục mỗi ngày đến rất khuya, nên chị biết là đôi khi cái tinh thần của mọi người đang mệt. Nhưng với cái sự mệt đó, chị tin rằng cái sự tập luyện mỗi ngày trước ống kính, rồi cái sự đối mặt với những cái thử thách mới lạ mỗi ngày á, là chị tin là cái năng lượng của em và cái sự tự tin của em nó đã phát triển rất nhiều so sánh với ngày đầu tiên, đúng không? Yes, tiếng Anh nói là no pain, no gain. Yes, trong cái thử thách hôm nay á, coi như á, là hết mình với cái gì em tin vào hôm nay. Đừng có áp lực bản thân mình là hôm nay nó phải là mãi mãi. Dùng cái năng lượng tự tin đó, và mình mạnh khi mình thuyết trình, và mình nhìn thẳng vào đôi mắt của ban giám khảo để mình truyền được cái năng lượng đó. Cái năng lượng để đạt được mục tiêu của mình là quan trọng. Tại vì khi mình phát biểu và khi mình nói chuyện với mục tiêu á, thì tự nhiên á, là mình sẽ bằng mọi cách đặt ra nhiều cái cảm xúc chủ ý nhất có thể để đạt được cái mục tiêu của mình. Nếu mà em mở một cái doanh nghiệp á, thì cái services của em á, nó sẽ mang đến cái giá trị như thế nào? Thì cái đó mình phải rõ, và mình phải biết là những cái sản phẩm mình là có bao nhiêu sản phẩm. Mình định là mình sẽ có 1, 2, 3 sản phẩm, ví dụ, và cái sản phẩm nó sẽ giúp cái đối tượng như thế nào. Đôi khi á, nếu mà em có quá nhiều á, chị recommend em á, là chọn 3, chọn 1 hoặc 3, đừng có chọn 5, đừng có chọn 7, cho nó ngắn gọn, và mỗi thứ mình trả lời á, nó xúc tích và nó rõ ràng. Thành cảm thấy biết ơn chị vô cùng, vì chị đã mang đến những cái kiến thức rất là thiết thực. Điều gì làm doanh nghiệp của bạn khác so với đối thủ? Khi mà chị quyết định em mở học viện diễn xuất, thì chị biết á, là chị muốn mang đến cho mọi người cái sự tự tin thông qua cái nghệ thuật diễn xuất. Và chị mong là mọi người có thể đổi suy nghĩ về diễn xuất nếu mà họ trước đây nghĩ á, là diễn xuất nó giả tạo hay là nó không có thật. Chị muốn thay đổi cái suy nghĩ của mọi người, và bằng dùng kỹ thuật diễn xuất nó sẽ giúp cho mình tự tin hơn. Nhưng chị cũng mong muốn á, là không chỉ là diễn viên học thôi, mà nhiều người khác nhau, nghệ sĩ khác nhau và tất cả mọi người. Chị sẽ cạnh tranh với những cái học viện mà dạy public speaking hay là bất cứ doanh nghiệp mà đào tạo để giúp cho mình tự tin. Nhưng mà cái của chị nó khác biệt á, là chị sẽ dùng diễn xuất để sharing cho tất cả mọi người. Và chị sẽ mang đến một cái phương pháp, chị sẽ sáng tạo một cái phương pháp, một cái cốt truyện riêng của chị để chị kể. Và cái đó sẽ làm cho chị khác biệt hơn. Vì sao bạn đam mê để bắt đầu cái doanh nghiệp này? Cái này sẽ cho ban giám khảo và chị cảm được cái năng lượng đam mê thật sự của em. Tại vì khi mình mở một cái doanh nghiệp á, nó rất là khó, nó rất là vất vả, và nó sẽ rất là dễ để bỏ cuộc. Nên khi mình đam mê thật sự với nó đó, thì chị mới được thuyết phục là em sẽ hết mình. Nếu như mà bạn luôn vững tin vào chính bản thân của mình, bạn đam mê, bạn nghị lực, bạn kiên trì để theo đuổi những cái điều đó bằng sự bền bỉ, thì chắc chắn là cái doanh nghiệp đó trong một sớm một chiều sẽ đi lên. Là em là đã từng là một người không biết thuyết trình trước đám đông. Em rất là tự ti. Và khi mà em tham gia chương trình này, sau khi vài buổi của chị xong, thì em cảm thấy là cái sự tự tin của em nó sẽ được rất là nhiều. Yes, yes, yes. Okay, great, yeah. We overestimate what we can do in one year, but we underestimate what we can do in 5 years. Đến cuối cùng á, thật ra là chỉ có một người sẽ được hoa hậu. Nên với tất cả những thí sinh á, thì họ sẽ làm như thế nào?
thì với cái sự đam mê của họ, với cái sự học hỏi về bản thân của họ thì họ có thể mở một cái doanh nghiệp riêng của họ. Xin chào tất cả các bạn đang đến với khu vực bàn trà số 1. Khu vực này sẽ dành cho tất cả nhóm thí sinh quan tâm đến các chủ đề giáo dục, dịch vụ, công nghệ và sản xuất. Và ở bàn tiệc trà này các bạn sẽ có sự đồng hành của các cố vấn chị Khay Thi Nguyên, đạo diễn, nhà giáo dục, doanh nhân. Anh Nguyễn Hoàng Vũ, cố vấn doanh nghiệp trẻ. Lần đầu tiên Hoàng Vũ đưa chủ đề khởi nghiệp vào chương trình thì đó là một cái ý tưởng rất là hay. Tất cả các người phụ nữ thì có nhan sắc mà họ cần phải có một cái sự nghiệp ổn định cũng như có cái tâm và có tâm. Á hậu, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022, Thủy Tiên. Đề bài này Tiên thấy rất hay và rất là ý nghĩa trong một cái hành trình Hoàng Vũ mà các bạn đang tham gia. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của nhóm đầu tiên. Mỗi bạn sẽ có 3 phút. Ngay bây giờ xin mời Minh Quyên, 3 phút dành cho em. Bắt đầu. Dạ, em chào ban giám khảo ạ. Dự án của em là Cùng Bé Tỏa Sáng, dạy năng khiếu cho các em từ 3 đến 10 tuổi. Môn là mẫu nhí, nhảy ạ. Em muốn cho các bạn trẻ con là ít thời gian dùng điện thoại hơn, sẽ phát triển được năng khiếu của mình. Hiện tại thì đây là một cái phần mà em cũng đã xây dựng được hơn cách đây vài tháng rồi. Hiện tại thì đây là cái trung tâm dạy tiếng Anh khoa học online. Và lý do tại sao mà em lại chọn cái lĩnh vực này là vì niềm đam mê giáo dục của em từ nhỏ. Em rất là thích dạy và truyền lửa cho mọi người. Có một sự khác biệt ở đây, đó chính là không chỉ là dạy không thôi mà còn hướng dẫn cho các bạn cách các bạn tự học ở nhà, tạo ra một cái môi trường chỉ là free, miễn phí thôi. Các bạn chỉ cần máy tính ở nhà và tự học. Để làm giáo dục thì mình phải có uy tín, chuyên môn. Không biết là bạn đã có những thành tựu gì, bằng cấp gì để mà bạn có thể dạy lại tiếng Anh cho người khác? Em cũng đã từng đi du học ở Hà Lan rồi, có chứng chỉ TESOL cũng như là nghiệp vụ sư phạm. Phần thuyết trình của Bích thì Bích nghĩ là Bích cũng rất là chân thành trong việc chia sẻ. Còn cái việc mà có thật sự là thuyết phục 100% ban giám khảo không thì để ban giám khảo tự nhận xét. Dự án này em chọn là tư vấn du học Nga, tại vì em đã từng là một du học sinh Nga, có những cái kinh nghiệm của mình để có thể chia sẻ lại cho những bạn mà đang có ý định đi du học Nga. Chính phủ Liên bang Nga sẽ tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam được 1.000 suất học bổng. Và hiện nay thì cái học bổng này chưa được nhiều người biết đến. Sau khi em tư vấn cái học bổng này thì các em có thể cố gắng học tập để có thể đạt được cái học bổng này. Dự án của ba bạn á, thì thực sự anh rất là thích các dự án các em luôn. Nhưng mà trong đó có một dự án mà anh cảm thấy anh thích nhất là của bạn số 576. Có một cái anh thấy khó khăn thôi. Dạy miễn phí hay tài trợ miễn phí cho các bạn thì anh thấy nó không thiết thực cho lắm. Đây là một dự án rất hay, anh hy vọng em sẽ làm nó thiết thực hơn và để phát triển hơn về tương lai thôi. Đối với các dự án khởi nghiệp của các bạn, đầu tiên đó là ý tưởng phải tốt. Nhưng nếu đó là ý tưởng không phải là mới lạ thì các bạn phải có một cái tư duy tốt, phải có một kế hoạch tài chính tốt và nhân sự tốt và cái tâm tốt. Ngày hôm nay chào mừng mọi người đến với Many Tongues. Many Tongues là một ứng dụng em tạo ra để giúp cho những người học ngoại ngữ có thể tiếp cận với ngoại ngữ một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Em có một cái trăn trở rằng là khi mà chúng ta nghĩ về môi trường học tập, mình thường bị đóng khung rằng một cái lớp học phải có bàn ghế hoặc một lớp học online thì chúng ta phải học qua các nền tảng trực tuyến. Em rất là may mắn vì được tiếp xúc với một nền giáo dục phù hợp và đó là lý do tại sao ngày hôm nay em có thể tự tin vào những cái khả năng và những cái kỹ năng mình đã trau dồi. Nhưng em nghĩ về những người ngoài kia, những người lao động phổ thông hay là những người họ cũng có những cái trăn trở về giáo dục, họ cũng muốn có cơ hội tiếp cận với giáo dục. Nhưng thời gian và không gian của họ không cho phép để họ có thể đi đến một lớp học hoặc tham gia một lớp học online. Em nghĩ về điều đó và em muốn đưa giáo dục đến gần với mọi người hơn thông qua Many Tongues. Đây là một ứng dụng giúp cho chúng ta có thể dịch thuật ngôn ngữ sang ngôn ngữ mà mình muốn học. Khi mà chúng ta gõ phím, thì khi chúng ta gõ phím trong cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình hoặc là ngôn ngữ mà mình đã thành thạo thì cái ngôn ngữ chúng ta chọn để chúng ta có thể học thêm sẽ được tự động dịch sang một cái bong bóng ở bên trên như vậy. Em sẽ dùng cái gì để làm cho chính xác lại cái chính tả của em, tại vì hiện tại thì chỉ biết là khi mà mình lên Google để mình dịch sang qua tiếng Việt, dịch sang qua những ngôn ngữ khác nhau á, đôi khi nó sẽ không có chuẩn, tại vì nó thông qua một robot. Tò mò của chị là Google nó mạnh như vậy rồi, cách nào em có thể bảo đảm là cái chính tả của em nó sẽ đúng khi được dịch lại? Em sẽ tích hợp AI trong việc phát triển ứng dụng này để cho em có một cái cloud database, một cái cloud dữ liệu tương tự như là những cái Google Translate như hồi nãy là chị Khay Thuyên có nhắc tới. Nhưng mà cái điểm khác biệt ở đây đó chính là khi mà mình muốn tìm kiếm cũng như là dịch thuật
cho một cái đoạn văn hoặc là một cái từ vựng gì đó, mình phải có cái thao tác là mình phải chủ động đi vô cái trang web đó, mình gõ cái từ đó ra và mình phải có thêm một cái thao tác là nhấp để cho nó dịch. Còn cái này thì tất cả mọi thứ khi mà mình làm việc ở trên cái thiết bị di động của mình, nó sẽ đều được tự động qua cái ngôn ngữ mà mình muốn học. Thì như vậy nó sẽ giúp cho người dùng rằng là thứ nhất là họ sẽ tiết kiệm được thời gian, không gian. Thì đó là cái điều mà em hướng tới thông qua cái ứng dụng ManyTongues. Cái tiêu chí chấm điểm của Cathy á, Cathy sẽ nghe là cái dự án này nó có thực tế và mình phải tin là bạn này có khả năng để làm nó. Trước kia em là một vận động viên điền kinh. Em tự mở ra một lớp phát triển thể chất và dạy cho tất cả các trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Dự án Học viện Ngôn ngữ Trái tim do em ấp ủ. Khóa học thứ nhất đó là Lead Your Life. Nó sẽ giúp cho các bạn trẻ có khả năng định hướng được bản thân, được tương lai bằng những cái công cụ tâm lý chẳng hạn như là DISC hoặc là HPDI. Cái khóa học thứ hai đó là Lead Your Career, những cái bộ skill set, kỹ năng, giao tiếp. Và khóa học thứ ba đó là khóa học Lead Your Soul, để cho các bạn trẻ có thể cân bằng được nội tâm, cái áp lực, đặc biệt đó là peer pressure. Cái tâm của người làm giáo dục phải là cái tâm sáng. Em muốn một phần lợi nhuận của em nó sẽ quay lại để support cho cái dự án cộng đồng cùng tên là Ngôn ngữ Trái tim mà em đã chia sẻ ở cái phần thi sơ khảo của mình. Học viện Ngôn ngữ Trái tim thì Cathy rất là ấn tượng về nó thật sự. Cái kế hoạch trình bày nó rất là chi tiết và đã có suy nghĩ rất là sâu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực bàn trà thứ hai. Đây sẽ là nơi dành cho các bạn thí sinh có niềm yêu thích về làm đẹp, về thời trang và thẩm mỹ. Chúng ta sẽ có nữ lãnh đạo truyền cảm hứng, cố vấn, danh nhân Hoa hậu Thu Hoài, Á hậu Thảo Di Lê. Chủ đề rất là hay, cũng giúp đỡ cho các cô gái có thể suy nghĩ lại về bản thân mình đam mê cái gì và những cái idea mà mình có nó có khả thi không. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh đầu tiên. Em xin phép chia sẻ về cái dự án của mình có tên là Beauty of Nature. Thì đây là một cái mô hình spa chăm sóc sức khỏe cho các chị em phụ nữ. Cái liệu trình là các sản phẩm thiên nhiên, Dorlas Face Wash, tiệm rửa mặt chăm sóc da chuyên sâu, đầy đủ các dịch vụ cơ bản chung làm sạch da, detox skin, da căng bóng cấp tốc, cấp cứu làn da. Chị thấy mình hơi tham. Sẽ hơi khó để làm rất nhiều thứ. Vì đây là một cái mô hình của em mà không cạnh tranh với thẩm mỹ viện cũng như là spa. Có đối thủ cạnh tranh hết, spa nhỏ. Có máy móc này em đang cạnh tranh với tụi chị. Tự làm khó em. Em nên làm từ cái cơ bản giống như bạn này sẽ dễ hơn. Nói thẳng quá thì các em sẽ rất là buồn đó. Tuy nhiên thì mình cũng biết cho các em biết những cái rủi ro trước mắt cần phải cân nhắc. Những cái lời khuyên của chị Thu Hoài thì em cũng ghi nhận và em cũng có những cái bài học riêng dành cho mình. Em nghĩ là nó có khả năng thực hiện được. Và nếu như mà có cái vốn đầu tư lớn thì chắc chắn là em sẽ thực hiện luôn. Cái quan niệm là phụ nữ làm đẹp đã là xưa rồi, hiện nay thì nam giới cũng cần phải làm đẹp. Đây là những cái sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Một cái bộ chống não hóa, dầu gội phủ bạc đen tóc chiết xuất từ 19 loại thảo mộc. Đang nghiên cứu và phát triển thêm những cái sản phẩm khác nữa. Một năm khởi nghiệp công ty của em đặt ra là sẽ có 1.000 khách hàng. Và sau khoảng từ 2 tới 3 năm tới sẽ có 2 triệu khách hàng dùng các sản phẩm của công ty. Và trong đó khoảng 40% trở thành khách hàng thân thiết. Tại sao Nhung lại quyết định lựa chọn là một cái dòng sản phẩm cho nam? Đối với nam giới thì đánh với cái thị hiếu chính là nhanh gọn lẹ. Thời điểm hiện tại thì em thấy nó là một cái sự chính xác. Khởi nghiệp trong năm đầu tiên thì chính là có 1.000 khách hàng, thì bây giờ em đã có được một nửa số đó rồi. Nhu cầu của nam giới cũng giống như nữ giới, họ cũng có những cái mong muốn được làm đẹp để có thể tự tin hơn ra ngoài giao tiếp hay trong công việc. Bạn có những cái idea rất là hay, rất là khả thi và rất là phù hợp với cả thời điểm bây giờ. Chị muốn đầu tư vào trong cái sản phẩm của em. Investment như vậy là nó bao nhiêu một share? Em cũng muốn nghe chị. Đâu khi chị muốn mua món đồ gì chị phải hỏi giá nó bao nhiêu chứ. Sự là đối với em ở thời điểm hiện tại có một người đồng hành đi cùng với em, đó là một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì công ty vì hiện tại thì đang có một mình em thôi. Nên là với cái người đồng hành thực sự là rất là quan trọng đối với em. Còn về phần gọi vốn và phần trăm chia thì chúng ta có thể ngồi bàn bạc lại với nhau. Cái hướng phát triển của em cũng khá là hay. Chị nghĩ em sẽ thành công và sẽ phát triển thêm những dòng sản phẩm mới ra nữa. Muốn đầu tư không phải vì mình muốn cái lợi nhuận trong đó, mà là muốn tiếp sức cho các em tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Và bây giờ sẽ là phần thi của Thu Huyền. Em sẽ hướng đến trẻ em. Và trẻ em của em là cái mô hình... Bình tĩnh. Em đã từng là một người không tự tin để nói chuyện. Em đã phải trải qua rất là nhiều lớp học. Những gì mà em đã trải qua thì em rất là mong muốn mở một lớp dạy cho những cái em từ 8 đến 15 tuổi thuyết trình trước đám đông. Em sẽ thuê những người từ bên ngoài về để dạy. Chương trình học đấy là em sẽ học hỏi từ các lớp. Thời gian đã hết. Chia sẻ về cái dự án với cả các anh chị, em vẫn run.
mà em chưa có trình bày được hết các ý mà em muốn trình bày với cả mọi người. Mô hình khởi nghiệp mà em lựa chọn đó là dự án Học viện Academy về đào tạo kỹ năng, cũng đã đang thực hiện dự án này rồi. Mọi người có thể thấy đây là hình ảnh của em trai em, một nạn nhân khuyết tật. Em và gia đình em cũng như là em trai em đều vượt qua cái hoàn cảnh này để bạn có thể sống một cuộc sống như một người bình thường. Đây là hai học viện mà em đang điều hành. Tiêu em hướng tới là em sẽ mở về Catwalk, kỹ năng sống, kỹ năng phòng vệ cho trẻ em. Em là quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa của em là một tỉnh đang phát triển rất là mạnh. Mọi người ở Thanh Hóa cũng đang quan tâm đến các cuộc thi nhan sắc. Em đã nhìn nhận thấy ở Thanh Hóa của em cái học viện này là chưa có. Em muốn phát triển và tìm kiếm các cái tài năng trẻ để cho các bạn có thể phát huy được toàn bộ cái thế mạnh của mình để ra những cái đấu trường nhan sắc, để các bạn có thể có những cải thiện tốt về ngoại hình này, về giao tiếp, về các kỹ năng tạo dáng, trình diễn cũng như là nói chuyện trước công chúng. Em trình bày bằng cả tâm huyết của mình. Em tin rằng cái dự án này sẽ chinh phục được ban giám khảo. Em nghĩ rằng mình sẽ đạt được cái điểm số tốt. Dự án của Lệ thì đã là một cái dự án mà em đã từng nghĩ tới. Quá nhiều người đã làm rồi, nó vẫn chưa khả thi lắm. Em muốn thành lập một trung tâm ngoại ngữ phát triển toàn diện mang tên là Full Potential, kết hợp giữa việc dạy ngôn ngữ và phát triển những cái kỹ năng mềm, những cái tư duy khai phóng. Mỗi lớp chỉ sẽ khoảng 5 học sinh. Nói về tệp khách hàng thì em không nhắm đến những học sinh có điều kiện khá giả mà chỉ ở mức trung bình khá thôi, và cả những em có hoàn cảnh khó khăn nữa. Vì vậy mà em muốn đề cập là ở trung tâm sẽ có một cái quỹ khuyến học gồm có 5 suất học bổng bán và toàn phần dành cho những em có hoàn cảnh khó khăn. Dự án của Thọ mở một cái trung tâm dạy nhiều ngoại ngữ như vậy, những cái kỹ năng khác về tư duy, về phát triển bản thân self-help nữa thì Tiên thấy nó không khả thi. Tiên sẽ không đánh giá nó thiên về số liệu quá. Cố vấn ngồi ở đây ngày hôm nay chia sẻ để làm sao đó các thí sinh chúng ta về có thể suy nghĩ thêm về dự án của mình. Dự án khởi nghiệp của em dự kiến là nó sẽ bắt đầu từ năm 30 tuổi. Khu nghỉ dưỡng kết hợp với trồng rau sạch, xây dựng thêm những glamping, cả gia đình cùng nhau nấu nướng, trồng rau để gia đình có thể gần gũi với nhau hơn. Cái dự án của em bắt đầu từ cách kinh doanh của mẹ em, thật sự là làm cho em tự hào bởi vì hương vị của quê nhà mình. Rất là tự tin cái hương vị của gia đình mình luôn. Bởi vì mẹ em là kinh doanh mặt hàng này là được hơn 10 năm rồi. Là mọi người nếu mà đến chùa Thái Lan ở quận 9 á, hỏi quán phở 7 thì ai cũng biết. Thật sự mục tiêu của em là sẽ biến đổi cái hương vị này thành phở đóng gói. Vì lúc này em sẽ có thể xuất khẩu ra quốc tế, có thể quảng bá cái hương vị của mình ra quốc tế để có thể nhiều người cảm nhận được. Cái dự án của em bây giờ chắc chắn sẽ không bao giờ đem lại lợi nhuận giúp em phát triển với phở gói. Em sẽ không bao giờ cạnh tranh lại với tất cả các bạn đang có hiện giờ đâu. Lời khuyên của anh là trở thành một cô hoa hậu, vừa có tâm có tầm, sau đó làm thiện nguyện. Cái dự án yoga retreat em được reborn nhờ vào yoga. Em mới nhận thấy là yoga không chỉ duy trì sức khỏe, nếu đi đúng nó sẽ chữa lành về tâm lý của con người. Yoga retreat kết hợp giữa yoga và quảng bá du lịch của Việt Nam mình, bao gồm luyện tập yoga, tắm nắng, ăn chay, buổi tối sẽ có đốt lửa trại. Thì như thế cái mô hình này rất là hay. Nhưng nghĩ là cái này cũng là một cái project rất khả thi. Dự án của em tên là Sân khấu Hoàng Vũ, là một cái nhóm kịch. Và cái nhóm kịch của tụi em sẽ có một cái đặc trưng là sẽ diễn về lịch sử Việt Nam. Hướng của Lan Anh không mấy khả thi. Mình nổi tiếng trước đi đã. Ta biết tên tuổi em là ai, em mới ra em mở kịch được. Người ta không kiếm tiền người ta sẽ nản. Mình phải có tiền để nuôi đam mê. Và như mong là Lan Anh mình có thể theo đuổi đam mê của mình. Khi mình trở nên 40 tuổi, 50 tuổi rồi thì mình không còn có những cơ hội đấy nữa. Vì thế mọi người just do it. Sau khi mà thi xong quá nhiều cảm xúc và hơi bị xúc động. Nói chung là sẽ không bỏ cuộc đâu. Em muốn mở một studio minh họa riêng. Về minh họa rất là nhiều thứ. Ví dụ như một cuốn sách cũng cần hình ảnh minh họa. Media mọi người cần phải có hình minh họa. Trên tay mọi người là những cái sản phẩm mà em đã vẽ. Theo kế hoạch cái năm đầu tiên em muốn có thể build được thương hiệu cá nhân của mình. Thứ hai, mình có thể thuê một bạn đem những cái brand deal về cho một thời gian sau 3 năm. Em có thể tự mở studio. Em sẽ thuê những bạn artist làm cho em. Mục tiêu cuối cùng của em đó là những cái tác phẩm này sẽ xuất bản ở Việt Nam. Tại vì hiện tại khách hàng của em chủ yếu là nước ngoài không. Mình rất thích project của Thomas Iris. Thị trường này nó đang phát triển vô cùng là mạnh. Nếu mà em mở được một cái công ty freelance, em win được job không phải muốn nước ngoài mà cả Việt Nam để em làm, em có thể em thành công rất là mạnh luôn. Dự án của Thomas Iris ấn tượng và cũng khác biệt với tất cả những thí sinh khác. Bạn ấy có khả năng và kỹ năng vẽ rất đẹp. Công ty đấy rất là khả thi để mà có thể đi xa và rất là thành công luôn.
Em định là có một cái khởi nghiệp về sách nói. Em có thể là sẽ khởi động những cái dự án, những cái quỹ để mà hỗ trợ cho người khiếm thị. Em cảm thấy là cái đầu tiên mà làm cho em khác biệt chính là cái việc mà em hướng tới người khiếm thị. Những cái app khác người ta không làm như vậy. Chị thấy là cái ý của em nó có cái ý tốt dành cho những người mà không có thể đọc được. Những người mà em thuê hay là em mời để là những người mà đọc cuốn sách này, chị hy vọng là em có thể có những cái hợp tác, học viện của chị có thể giúp em với cái việc đó. Nên em cứ nhớ đến chị. Mình sẽ đợi thêm một thời gian nữa để mình tập hợp đủ những yếu tố để mình có thể bắt đầu dự án này, hạn chế tối đa thất bại cũng như là rủi ro cho mình. Mô hình khởi nghiệp mà em muốn mang đến là một mô hình khởi nghiệp F&B dựa trên nhu cầu của người dùng về các sản phẩm từ thiên nhiên. Nhưng mà cái em muốn nói đây là thị hiếu của người dùng tại Hàn Quốc, tại vì em muốn đem sản phẩm Việt Nam xuất khẩu ra Hàn Quốc. Em phải biết công nghệ Hàn Quốc bây giờ, cái việc detox cơ thể của họ không chỉ đơn giản là trái cây không, họ còn rất là nhiều cái vạn khác nữa. Làm sao em thuyết phục được người Hàn Quốc nói riêng cũng như thế giới nói chung tin tưởng vào cái tốt của nguồn nông sản mình đem tới họ để có thể phát triển được công ty của em thôi. Đầu tiên chắc em phải thú nhận là tại vì em là một người trước đây chưa hề có một chút kiến thức hay là một chút kinh nghiệm nào về lĩnh vực kinh doanh. Nhưng mà ở tương lai thì em mong muốn là sẽ có thể mở được một cửa hàng cà phê. Em muốn nó sẽ xây dựng theo một cái kiểu giống như là đôi khi em sẽ đứng trực tiếp ở quầy bartender pha chế, hoặc là những cái buổi đặc biệt nào đó mà bất ngờ nào đó, tạo một cái dấu ấn riêng cho cái quán của em để mà mọi người có thể nhớ đến. Theo em thì khởi nghiệp không phải xuất phát từ doanh nghiệp, khởi nghiệp xuất phát từ chính cái đam mê, ước mơ, hoài bão và cái giá trị mà mình mang muốn đến cho cộng đồng. Em không chọn khởi nghiệp hay là phát triển doanh nghiệp, em chọn phát triển sự nghiệp cá nhân người mẫu của em. Và em sẽ mở rộng thị trường hoạt động qua bên Thái Lan và trở thành một international model. Em xác định là em sẽ phát triển cái sự nghiệp của em trong 5 năm có được một cái vị trí nhất định trong giới người mẫu. Sau khi đạt được vị trí này là em mong muốn là mình sẽ giúp đỡ các cô gái có xuất thân từ tỉnh, như cái cách mà em đã nhận được sự hỗ trợ của mọi người từ năm em 18 tuổi và em chập chững bước vào nghề. Dự án mang tên chiếc áo của em tưởng thời trang nhỏ, giá cả thì của em sẽ tầm sinh viên. Những cái idea của mình mà nó quá là cũ và quá là chán và mọi người có rất là nhiều rồi, và mình không làm được hơn những người mà đã có trong thị trường rồi thì mình cũng rất khó để thành công. Những cái đồ có thể tiếp tục sử dụng thì em muốn quyên góp cho những cái trẻ em vùng cao và tiếp tục mang cái từ đến trẻ em. Dạ. Cái dự án này thì em vẫn đang trong cái quá trình tìm hiểu, thì em mong muốn tái chế những cái đồ đó thành những cái bộ nó mang tính cách cá nhân hóa. Em xây dựng một cái brand thời trang và kinh doanh những sản phẩm tái chế được làm từ những mảnh vải cũ, đặc biệt là mảnh vải jean cũ. Cái mảnh vải vụn như vậy nhưng mà có thể tạo được những cái bộ thời trang rất là đẹp. Idea của em cũng hay nhưng là sẽ khó khăn. Cái thiết kế của em nó phải đột phá, phải khác biệt và phải thời trang. Tại vì chưa có quá nhiều người hiểu về thời trang mình muốn. Thế thì mình làm thế nào cho nó trẻ trung, trendy, kiểu remake jeans là như nghĩ là khả thi nhất. Tại vì jeans trông nó không cũ và nó càng cũ nó càng đẹp. Dự án của em kết hợp giữa niềm đam mê thời trang, tình yêu với môi trường, đó là thời trang bền vững. Nói về thời trang bền vững hiện tại ở Việt Nam khó để mà mình execute nó được, nó sẽ là một con đường dài để mà nó thành công. Nhưng khi mà mình làm những cái công việc mà mình cảm thấy mình vui là mình đã thành công rồi. Thói quen mua sắm quần áo online rất là nhiều, nhiều đến mức mà đến khi mình nhìn lại cái tủ quần của mình nó quá nhiều luôn, thì em quyết định là sẽ bán những cái bộ quần áo đó trên mạng xã hội của em với một mức giá là bằng 1/2 mức giá ban đầu. Đâu đó cũng có rất nhiều ở những cô gái cũng muốn là bắt những cái món đồ đó giống như em. Em mới mở ra một cái cửa hàng là The New, thanh lý cái cửa quần áo, nâng cao trải nghiệm mua sắm online, thì khách hàng cũng có thể sử dụng phần mềm mà có thể thử trên nó. Cái idea của em như thế rất hay luôn. Bản thân Nhi cũng là một người hay thích đi shopping đồ vintage, đồ second hand. Và nếu mà em thật sự em duy trì cái này được, Nhi nghĩ là nó là có tương lai. Hôm nay thì em cảm thấy là mình đã hoàn thành thật sự rất là tốt, và được chị Thảo Nhi Lê là đánh giá tốt, có tiềm năng phát triển sau này. Em hy vọng là mình chỉ vô nhóm B là em đủ vui rồi ạ. Cái việc kinh doanh của em đó là kinh doanh về nguyên liệu vải từ những người dân vùng núi vùng xa. Cái quá trình mà tạo ra được một cái miếng thổ cẩm này nó không hề dễ, và em muốn lan tỏa cái ý nghĩa của cái miếng thổ cẩm này và công sức của những người làm. Thổ cẩm là một cái vải vô cùng là ý nghĩa ở Việt Nam, nó là kiểu heritage của Việt Nam. Em chắc chắn là phải marketing rất nhiều. Thổ cẩm em có thể làm về khăn tròn cổ hay khăn tay, số quần áo cơ bản, có thể chào đến những cái công ty du lịch
và em có thể trao đổi người ta quyền lợi commission. Em đã ấp ủ cái dự án này rất là lâu rồi, tại vì có một chuyến đi ở Hà Giang. Nếu như mà kinh doanh về cái miếng thổ cẩm này, mình sẽ tạo ra kế sinh nhai cho những người này nhiều hơn. Cái dự án mà em muốn nói tới đó, đó chính là khách sạn mini. Khách sạn không sao, nhưng mà em muốn nội thất của em sẽ là 3 sao. Khách sạn của em sẽ bao gồm 16 phòng. Mỗi phòng sẽ đầy đủ các nội thất về tiêu chuẩn 3 sao. Cái tiếp theo mà em muốn nói muốn nói về quy mô. Tức là khách sạn của mini em với tiêu chuẩn là 0 sao, nhưng đầu tư với tiêu chuẩn là 3 sao. Em nên thay đổi hướng kinh doanh. Tại vì em có kinh nghiệm nè, thì nên chuyển cái mô hình của em qua mô hình boutique. Thì em sẽ tính giá khách cao hơn được, thì lúc đó em mới thu hồi vốn cao. Với cách tính của em như vậy thì chắc chắn em sẽ không bao giờ có lời được. Hy vọng em thành công nha. Cái em làm đó chính là căn hộ dịch vụ, sẽ thêm một căn nhà, decor nó theo cái ý của em và theo cái phong cách của em. Sau đó thì em sẽ cho những người thuê ngắn hạn. Hơn hết em là một người rất thích ở staycation, kiểu như là du lịch ở nơi bạn ở. Mẹ khá khó tính khi đã đến tuổi trưởng thành á, cái việc mà mình muốn tự lập thì khó có thể có. Mẹ luôn muốn đùm bọc và bảo vệ cho con, và Trân đã có khoảng 2 năm trốn mẹ để mà đi staycation như thế. Từ đó và Trân hình thành đến cái đam mê của mình ngày hôm nay. Ý tưởng của em là khu vườn của tôi. Em nhận thấy là các ở vùng ngoại thành phía Bắc ấy, thì các đất nông nghiệp thì đang được bỏ trống rất là nhiều, do mọi người đang không trồng lúa nước nhiều nữa. Thì em sẽ thuê lại các cái mảnh đất đấy với quy mô khoảng 10.000m2, và em sẽ phân lô ra và cho các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch theo mùa mà không có thời gian để trồng trọt thì sẽ order bên em, và em sẽ có một bảng dịch vụ rõ ràng các loại cây theo mùa. Nhu cầu về organic hiện tại đang cao. Tuy nhiên bây giờ chúng ta thường xuyên có thói quen là mua ở chợ hoặc là mua siêu thị vẫn có đồ organic như thường. Thì tại sao mình phải tìm tới một cái nông trại xong rồi mình phải đặt đồ? Nếu mà đã đất bỏ trống thì bạn sẽ mất rất nhiều cost để mà cải tạo đất để có thể trồng trọt được nè, mất nhiều thời gian để hoàn thiện. Đích đến của chúng ta ở chặng hành trình Hoàng Vũ này không chỉ là chiếc vương miện, mà nó còn là một cái chặng đường các bạn phát triển bản thân. Và đây là tập đặt nền tảng cho các bạn sau khi bước ra khỏi chương trình, các thí sinh của chúng ta sẽ làm gì. Cái dự án của em nó là tổ chức sản xuất chương trình phát thanh truyền hình về cái bản sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Những cái mà em muốn xây dựng đó chính là những cái game show, những cái talk show truyền hình thực tế về bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam ta. Ngành nghề mà em học đó là ngành Việt Nam học, thì cái dự án của em đó là tour du lịch trên sông và những dịch vụ lưu trú. Quê hương của em đó là Quảng Nam. Trên cái dòng sông đó khi mà chúng ta đi thì chúng ta sẽ dừng lại ở những cái điểm, cái vườn gọi là vườn cừa. Đi đến một đoạn nữa thì mình sẽ tổ chức nghệ thuật bài chòi. Đi đến một đoạn nữa thì mình sẽ cho du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa được xem cách thức làm như thế nào. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ đến những cái làng nghề truyền thống của Quảng Nam. Vườn cừa chỉ có một thôi, và những cái cây cổ thụ ở đây nó rất là quý và nó đã được hình thành từ hàng trăm năm tuổi. Và chính vì cái thời gian đó khiến cho cái hoa sư này ra hoa rất là đều. Khi mà hoa sư rơi rất là đều như là tuyết rơi vậy. Quỷ Nguyên chắc chắn một điều rằng sẽ không có điểm du lịch nào đặc biệt như là điểm du lịch của Diễm Nguyên đã trình bày. Cái dự án mà em thực sự mong muốn được thực hiện, Wedding Planner, người bạn để lắng nghe những cái câu chuyện và vẽ lên một cái câu chuyện tình yêu của một cặp đôi. Tại vì cái đám cưới là một cái nơi mà có thể tập hợp rất là nhiều những cái mối quan hệ thân thuộc, câu chuyện tình yêu. Về cái kế hoạch cụ thể của em, thì em có rất là nhiều những mối quan hệ về photo, về make up, trang trí sự kiện hàng đầu hiện tại ở trong ngành giải trí. Em muốn áp dụng một cái công nghệ mới là công nghệ AI. Mình có thể tổ chức một cái cưới giống như là một cái sự kiện, event, một cái nhãn hàng nào đó. Và khi mà chị nghe đến Wedding Planner, chị muốn hỏi em là với một góc nhìn của một cô dâu bị quá áp lực thì em sẽ giúp như thế nào? Nghĩ đến cái dự án này thì em đã đặt mình chính là cô dâu. Mình sẵn sàng sẽ là một người bạn lắng nghe, như một người bác sĩ tâm lý để cho họ những cái lời khuyên. Khi họ đã nghĩ đến đám cưới thì họ sẽ sẵn sàng gọi đến cô bạn thân này để mà có thể tổ chức cái tiệc cưới đó. Mình chọn cái dự án này bởi vì bản thân mình là một người rất là thích sáng tạo, rất là thích khám phá những cái điều mới mẻ. Cái điều mà mình làm mình cảm thấy vui và hạnh phúc là tạo ra một cái giá trị nào đó mà nhìn thấy người khác hạnh phúc. Thực sự mà nói là ba dự án của ba bạn ở đây, anh cảm thấy rất là hài lòng. Thì anh chỉ hy vọng các em, nếu một trong ba em show này mà trở thành hoa hậu Hoàng Vũ á, thì hãy thực hiện lời đó và phát triển nó một cách chi tiết và hoàn thiện hơn thôi. Chứ tất cả các hoài bảo em rất là đúng đắn, không có gì đến góp ý thêm hết. Chị đánh giá cao về cái dự án của Bảo Ngọc. Cathy tin rằng Bảo Ngọc có thể trở thành một wedding planner tốt trong tương lai. Dự án của em có mang tên là khu du lịch miệt vườn vải thiều xuất khẩu. Chủ yếu thu lợi nhuận từ việc bán vé vào cửa
và bán các sản phẩm được chế biến từ vải. Cái dự án này thì em đã thực hiện cùng với anh trai và bác gái em và cũng gây được một tiếng vang khá là lớn. Ý tưởng khai thác du lịch những cái nông sản ở Bắc Giang, đặc biệt ở đây là vải thiều, thậm chí là bạn có thể tạo được cơ hội nghề nghiệp cho những cái người ở địa phương mình nữa. Tiên nghĩ đó là một dự án quá là hay và nó xuất phát từ cái tấm lòng của bạn về quê hương của mình. Cái dự án của em tầm 10 hay là 15 năm nữa thì em mới thực hiện. Đó là một cái ước mơ tổ chức ra được một học viện sẽ đào tạo ra những ngôi sao ca nhạc có tâm và có tầm. Em muốn làm về đồ nội thất, decor nhà cửa. Sau đó thì em muốn làm một cái không gian trà phía sau. Khi mà em gặp bất kể chuyện gì trong cuộc sống, em muốn tìm một nơi nào đó bình an để em có thể uống trà, thư giãn. Em muốn là em tạo doanh thu cho bản thân em. Sau đó thì em sẽ có thể tạo doanh thu cho các bạn trẻ cũng đang muốn phát triển về lĩnh vực này giống em. Có một số người già bây giờ họ chưa có công việc ổn định. Em tạo cơ hội việc làm cho các cô chú là thu phân loại bã trà. Cái quan tâm nhất của anh ở đây là về trà. Đúng là ở Việt Nam hiện giờ không có nhiều công ty nghiên cứu về trà, nhưng có một cái tập đoàn rất lớn là tập đoàn Đôi Dép, họ rất nghiên cứu và đầu tư về trà luôn. Thì anh muốn hỏi em làm như thế nào để em có thể cạnh tranh được? Dự án của em không phải là sản xuất về trà, nên là nếu như mà có cơ hội á, thì em muốn hợp tác với Đôi Dép để có thể mang cái sản phẩm trà đó vào cái mô hình kinh doanh của em. Em từng đặt chân tới Thượng Hải, tới một cái khách sạn, em thấy là nó có hẳn một tầng riêng để làm về không gian về trà. Thì em muốn mang cái mô hình đó về Việt Nam, tại vì bây giờ em thấy ở Việt Nam chưa có một mô hình nào như vậy cả. Tất cả những gì khách hàng nhìn thấy và khách hàng muốn mua, tụi em đều có thể bán. Hy vọng em đại diện cho những người trẻ có tâm thì cố gắng đưa những cái văn hóa tốt đẹp vào người giới trẻ sau này. Cảm ơn em. Em là một cô gái kiểu lời nói phải đi kèm với hành động. Em luôn nghĩ rằng đó là hoa hậu là một sứ mệnh, nó không phải là một nghề nghiệp. Giả sử như em may mắn em trở thành hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, hết đó là em có thể dùng chính công sức của mình để giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho người khác. Sau đó thì em mới dùng cái tầm ảnh hưởng của mình để có thể liên kết với một số bên thiện nguyện để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thì em nghĩ là nếu mà mỗi cá nhân đều suy nghĩ bắt nguồn từ những cái nhỏ là bản thân mình có thể giúp đỡ được gì cho cộng đồng trước, thì sau đó thì sẽ lan tỏa được những cái to hơn. Ý tưởng của em là rau củ quả sạch cho một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tạo một cái đầu ra cho nông sản của người dân khu vực quê em. Mỗi ký rau em sẽ trích lại 1.000 đồng để có thể hỗ trợ phần ăn cho các học sinh ở bản làng. Dự án của em mang tên là Nông sản Việt cho người Việt, làm theo phương thức là livestream bán hàng tại nhà vườn, vì nó khá là mới và cũng nó tạo được, em nghĩ là nó tạo được cái lòng tin nhất định đối với mọi người, bởi vì mình vẫn luôn ở đấy. Lý do chọn dự án cuối cùng là bởi vì đơn giản là bởi vì bản thân em thích ăn những đồ tươi sạch, thì em cũng mong muốn đem những đồ tươi sạch đến đấy cho mọi người. Em xin phép giới thiệu về dự án là nhà chay Tara. Em xuất phát từ niềm tin và hạnh phúc khi mà được ăn chay và cũng có thể là gieo duyên cho tất cả mọi người được ăn chay, một cái lối sống rất là lành mạnh, hướng đến là một nhà hàng với lại kết hợp giữa buffet chay và các món ăn và lẩu tùy theo từng ngày. Vốn khởi điểm bao gồm cả 6 tháng hoạt động đó chính là 3 tỷ đồng và lợi nhuận thu về ít nhất sẽ là 35% trong một tháng. Và cái tham vọng lớn nhất chính là hệ sinh thái khép kín khi mà có các chuỗi nhà hàng và cuối cùng là một nông trại để mà tự cung cấp luôn. Thì đấy là tham vọng của em ạ. Anh là một người ăn chay, thì dựa vào con số sơ bộ mà hồi nãy em có thể hiện cho anh xem, tức là lợi nhuận của em là 35% chưa tính tiền khấu hao, đúng không em? Nhà hàng của em nằm ở vị trí nào? Tại là đang ở ngoài Hà Nội ạ, ở 35 Láng Hạ. Hiện giờ giới trẻ hàng ngày họ càng ăn chay nhiều hơn, cho nên cái hướng đi của em anh thấy rất là trendy và rất là phù hợp với thời điểm hiện tại. Nếu em phát triển được cái này tốt, kiểm soát được con số tốt, anh xin phép được đầu tư với em. Thật luôn. Tại vì cái này là một trong những... Cảm ơn anh ạ. Nhưng mà chúc mừng em, thực sự đây là đi một cái hướng rất là trendy. Và con số và cách trình bày của em thể hiện rất rõ, đúng là người có kinh nghiệm về kinh doanh. Nhưng mà phải kiểm tra lại. Em cảm ơn ạ. Ôi, nếu mà được anh Vũ đầu tư thì mình nghĩ là mình sẽ mở thành một chuỗi một cách nhanh chóng hơn, thay vì chỉ đi một mình. Chủ đề này hôm nay rất là hay. Nó vừa có một cái gì đấy nó rất là quyền lực, có một cái gì đấy nó rất là thông minh và logic. Nên là em rất thích với cái thử thách lần này. Dự án khởi nghiệp của em đó chính là dự án âm nhạc cuộc sống. Thành lập một công ty về tổ chức sự kiện và giáo dục về âm nhạc. Em sẽ có một cái món quà do chính công ty khởi nghiệp của em đã nhập khẩu và đang tiến hành để có thể phân phối ra thị trường của giai đoạn đầu tiên. Em không biết là ban giám khảo ở đây có hôm nay có mệt không? Sản phẩm này thì có thể giúp cho cái sự mệt mỏi của ban giám khảo có thể xóa tan đi phần nào. Công ty khởi nghiệp của em có tên là Cát Lê Tiến và thương hiệu Lê Sun Beauty, nơi sẽ cung cấp những cái giải pháp về sức khỏe cho tất cả mọi người. Dự án mà em muốn mang đến hôm nay đó chính là chuỗi các cửa hàng đồ uống healthy
có lợi cho sức khỏe. Kinh doanh kết hợp với thiện nguyện, em sẽ trích từ 2 đến 5% lợi nhuận của từng cửa hàng để em thành lập một cái quỹ gọi là quỹ nhân ái. Cái quỹ đó sẽ giúp tất cả các trẻ em ở vùng sâu, vùng xa. Cái ý tưởng này em đã ấp ủ từ rất là lâu, bởi vì em nhìn thấy thực trạng là từ dưới quê cũng như là trên thành thị đang bị các bệnh dần trẻ hóa theo thời gian, như bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ. Cũng như bản thân gia đình em thì ba em cũng đã từng chớm đột quỵ. Đó chính là cái ước mơ mà em muốn mọi người đều được sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe. Những cái bức tranh mà Tiên vẽ bằng hoa 10 giờ nó cũng chính là cái tên dự án của Tiên luôn. Một cái chuỗi workshop giới thiệu đến một cái cách vẽ tranh lấy bằng những cái chất liệu tự nhiên như hoa, cỏ. Mình luôn luôn rất là yêu thiên nhiên và mình muốn là làm cái gì đó để mà có cái sự kết nối với thiên nhiên. Cái màu mà ở trên tranh của Tiên như mọi người thấy á, là Tiên đã bảo quản nó khoảng 2 năm rồi. Sau này mình có thể mở một cái vườn có những cái phương pháp trị liệu bằng nghệ thuật và mình sử dụng những cái chất liệu tự nhiên. Cái dự án của em thì khá là dễ thương và chị cũng cảm thấy là phù hợp với em. Chị cũng chúc mừng cho cái định hướng của em. Bản thân em ngay từ nhỏ là mình đã luôn phải mặc đồ cũ lại từ những người khác. Em được truyền cảm hứng từ ba mẹ em. Ba mẹ em là những người bán những cái bộ đồ bộ ở ngoài chợ và em cũng từng đi theo ba mẹ em để phụ bán. Khi mà lớn lên thì em quyết định đi học thiết kế thời trang. Hôm nay em có mang đến một cái bộ thiết kế tính mạch, nhưng mà em thấy cái màu nó hơi chặt quá. Mạch cái này chặt như luôn. Đúng rồi, em thấy thì cứ mặc thôi. Những bạn bè của em cứ hỏi dạo này có mẫu mới hay không, thì em cảm thấy là ok, đó là một cái tín hiệu tốt. Chúc mừng em. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ đến từ ban giám khảo và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ sớm biến những cái dự định của mình thành hiện thực. Còn bây giờ sẽ là thời gian đánh giá từ hội đồng giám khảo. Có rất là nhiều dự án rất là mới lạ và rất là khả thi trong cái buổi chấm điểm ngày hôm nay, và Hoài sẽ lựa chọn ra một vài thí sinh. Hoài có thể góp sức nho nhỏ gì đó vào trong con đường phát triển sự nghiệp sản phẩm của các em. Sau thử thách xếp loại căng thẳng với chủ đề phụ nữ khởi nghiệp, hội đồng giám khảo đã tìm ra được top 12 thí sinh xuất sắc nhất trạm A với những phần thuyết trình tiềm năng và đầy thuyết phục. Bên cạnh đó, top 10 thí sinh trạm C có số điểm thấp nhất trong thử thách xếp hạng tập này cũng chính thức lộ diện. Họ ngay lập tức phải đối diện với thử thách loại trừ khốc liệt với format hoàn toàn mới. Tháng 12 này, tại Đà Lạt, kỷ niệm cột mốc lịch sử 15 năm tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, đánh dấu một kỷ nguyên nhan sắc mới của Miss Cosmo Việt Nam, cuộc hội ngộ của những chiến binh sắc đẹp, trí tuệ và bản lĩnh hành động, bùng nổ với âm nhạc, mãn nhãn thời trang cùng những phần thi vô cùng hấp dẫn. Ai sẽ là chủ nhân chiếc vương miện cao quý của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Miss Cosmo Việt Nam 2023? Tất cả sẽ có trong 2 đêm tại The Resort Grand Đà Lạt. Đêm bán kết 26 tháng 12 2023, đêm chung kết 31 tháng 12, truyền hình trực tiếp trên VTV3. Sở hữu ngay tấm vé của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, truy cập tại ticketboss.vn, hotline 0902 987 538. Tiếp theo, chị muốn cưng xây một vòng thôi Thanh, cưng đừng có xây nhiều quá. Mọi người ơi, nhìn lung la quá. Đợi chút, cái phần bọt ấy. Tại sao hai tụi em không quay trước để lấy footage nó an toàn hơn không? Để cho Iris quay rồi xong mà lỡ hết thời gian mà không có thời gian quay với hai tụi em thì sao? Nước mắt có rơi nhưng nhớ trưởng thành nha. Các chị rất nhiều nước mắt chảy rồi, không phải một lần đâu. Đúng rồi, quan trọng là người chăm khóc bên ngoài và người khóc bên trong. Về nhà khóc hay khóc ở phim trường. Khung cảnh ở nhiều hoa như vậy làm mình rất là choáng ngợp. Sự đầu tư của chương trình rất là chỉnh chu. Phải wow lên rồi đó. Cái không gian ngập tràn hoa luôn mọi người. Ồ, bữa nay là một cái thử thách rất là thú vị. Chào mừng top 12 cô gái xuất sắc nhất đang đến với thử thách chiến thắng Cosmo Infinity Challenge ngày hôm nay. Như các bạn đã biết, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Miss Cosmo Việt Nam trong suốt hành trình 15 năm qua của mình luôn là một cuộc thi uy tín và đảm bảo chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Và minh chứng cho việc đó chính là cuộc thi luôn nhận được sự đồng hành của rất nhiều thương hiệu đến từ trong và ngoài nước. Và ngày hôm nay, thử thách chiến thắng là thực hiện một fashion video đến từ thương hiệu
Bourite de Provence. Ở những tập trước, thử thách của nhóm A sẽ đa phần là TVC. Đến lần này, Ngọc tự hỏi fashion video có gì khác với lại một TVC? Mình phải làm sao để thể hiện được tốt nhất? Các bạn sẽ phải thực hiện một fashion video với hai bối cảnh. Đầu tiên là bối cảnh trong phòng tắm. Các bạn phải thể hiện được mình là một cô gái biết yêu thương bản thân. Qua một cái ngày làm việc mệt mỏi thì quay trở về không gian riêng tư của mình, các bạn sẽ dành cho cơ thể mình những điều tốt đẹp nhất. Và bối cảnh thứ hai sẽ là set hoa rất rực rỡ, mang tinh thần của nhãn hàng Bourite. Các bạn sẽ phải thể hiện được cảm xúc bừng nở, thăng hoa khi các bạn là một cô gái độc lập, biết yêu chiều bản thân. Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải tham gia toàn bộ diễn xuất ở hai set quay. Độ dài video không quá 45 giây. Và trong video của mình, các bạn bắt buộc phải thực hiện được một transition từ không gian riêng tư đến không gian bừng nở với một rừng hoa như thế này. Các bạn sẽ được chia nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 thành viên. 4 thí sinh có số điểm cao nhất trong top 12 sẽ là 4 đội trưởng và có quyền lựa chọn các thành viên. Và thí sinh có số điểm cao nhất trong thử thách xếp hạng xin chúc mừng Thomas Arisan với số báo danh 090. Em biết là cái phần thuyết trình của em là rất là tốt, nhưng mà cái việc dự án của em mà đạt được giải nhất á nằm ngoài cái sức tưởng tượng của em. Và người thứ hai xin chúc mừng Hoàng Thiện Dung với số báo danh 676. Hạng 3 đã thuộc về Lê Ngọc Phương Thảo với số báo danh 100. Thảo rất là tự hào vì suốt một chặng hành trình thì cuối cùng cũng được lên làm lead một lần. Đội trưởng cuối cùng cũng là thí sinh có số điểm đứng thứ 4 sau thử thách xếp hạng vừa rồi. Xin chúc mừng Cẩm Tiên với số báo danh 793. Và trong thử thách xếp hạng, một điều cực kỳ bất ngờ đó chính là có hai thí sinh đồng hạng 4 là Cẩm Tiên và Thanh Thanh. Và Thanh Thanh, bây giờ bạn sẽ có quyền chọn bất kỳ đội trưởng nào mà bạn mong muốn. Xin chúc mừng Cẩm Tiên đã có thành viên đầu tiên của đội mình là Thanh Thanh. Bây giờ xin mời Iris chọn thành viên cho đội của mình. Em sẽ chọn chị Bảo Ngọc với lại Hạnh ạ. Em xin chọn Minh Anh và Giáng Ngọc ạ. Em xin phép chọn bạn Thùy và bạn Như. Như vậy, Nguyên sẽ là mảnh ghép còn lại của đội chị Cẩm Tiên. Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Đẹp quá, chị Châu như một nữ thần, váy tung bay. Và đây chính là thử thách dành cho các bạn, bàn gió 360 độ để thể hiện được sự bừng nở, thăng hoa khi các bạn biết yêu chiều, tự tin với bản thân của mình. Và hội đồng giám khảo sẽ đồng hành cùng với các bạn trong thử thách ngày hôm nay. Xin giới thiệu anh Huỳnh Thuần, giám đốc marketing thương hiệu Purite. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam là một chương trình về sắc đẹp rất là uy tín tại Việt Nam. Thông điệp chương trình muốn lan tỏa đó là Made Not Born, tôi luyện nên tôi. Và Purite chúng tôi thấy được cái sự đồng điệu. Đó lý do chúng tôi rất hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin giới thiệu Á hậu Hương Ly. Tiếp theo đó chính là Á hậu Thảo Nhi Lê. Yeah. Xin giới thiệu Á hậu Mâu Thủy. Purite là một thương hiệu sữa tắm mang đến những cái tinh túy dưỡng chất thiên nhiên từ Pháp đến cho những người sử dụng. Khi mà các bạn tham gia cuộc thi Hoa hậu, chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái cơ hội để hợp tác cùng các nhãn hàng quay những cái TVC. Thì tất cả những cái thử thách của chúng tôi đem đến để cho các bạn làm quen với những công việc như thế, để sau này chúng ta có thể phối hợp tốt hơn với nhãn hàng. Thử thách ngày hôm nay của chúng tôi hy vọng các bạn truyền tải được một số điểm như sau. Thứ nhất là về thông điệp sữa tắm Purite, tinh túy dưỡng chất Pháp cho nàng ngát hương hoa. Thứ hai là tinh thần đồng đội, cách mà các bạn diễn xuất để thể hiện ra được chúng ta thoải mái trong bồn tắm, bỏ qua tất cả những cái âu lo phía bên ngoài để chúng ta yêu chiều bản thân. Và cái cuối cùng rất là quan trọng là làm sao phim quảng cáo chúng ta đưa ra mang cái tính giải trí, có sự kết hợp giữa hình ảnh, những cái góc máy cộng với âm nhạc để cho người xem sẽ được thu hút nhiều hơn. Hôm nay chúng tôi sẽ tìm ra một đội chiến thắng. Tất cả các thành viên sẽ được một năm sử dụng sản phẩm của Purite, trị giá cho mỗi giải thưởng là 50 triệu. Và ngoài ra chúng tôi sẽ hy vọng tìm ra được một người phù hợp với nhãn hàng Purite để ký một hợp đồng phát triển thương hiệu với chúng tôi, trị giá 100 triệu đồng. Oh my god, hợp đồng cá nhân trị giá đến 100 triệu. Với phần thử thách này, các bạn sẽ có 10 phút để tập luyện với set quay cũng như là camera và tối đa 30 phút để thực hiện thử thách 2 tiếng để hậu kỳ fashion video của mình. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng cho thử thách ngày hôm nay chưa ạ? Sẵn sàng! Chúc các bạn thành công! Xin mời nhóm thí sinh đầu tiên.
Và để có được một set quay cực kỳ rực rỡ, xinh đẹp như thế này thì Ngọc Châu xin gửi lời cảm ơn đến Phường Hoa đã hỗ trợ cho thử thách chiến thắng lần này của Miss Cosmo Việt Nam 2023. Và bây giờ sẽ là 10 phút dành cho các bạn tập luyện những cú máy của mình. Team sẽ hỗ trợ các bạn trong thử thách lần này đó chính là 54G. Gió này nó sẽ không dừng, và nếu như mà ba đứa mình ở trên cái gió này thì mình sẽ không xử lý được. Mình muốn có cái cảnh quay đẹp bắt buộc mình phải tập, và mình phải quen với cái việc mà gió bay và mình phải biết cách xử lý bây giờ như bạn thế nào. Giờ luôn. Cái ý tưởng của mọi người có rất là nhiều những chi tiết nhỏ nó chưa có được mượt lắm, thì Nhị Nguyên đã đưa ra ý kiến. Tuy nhiên các chị không đồng tình và ý kiến đó không có được thông qua. Mình chỉ có 10 phút thì các bạn phải phân bố thời gian làm sao cho hợp lý, lắp đường dây rồi mình đi máy thôi. Nên là cố gắng làm việc nhanh hơn nè. Em vô em diễn trước đi Thanh. Anh quay hoa xong rồi em giữ, rồi là anh quay tới em. Góc máy đầu tiên em có thể lấy cái chai á, đừng lấy cái một hộp quà sẽ hay hơn. Dạ em hiểu. Nếu muốn có thể là dời hai cái chai đó lên cái bục cao để cái góc máy nó dễ hơn. Các bạn còn 3 phút cuối cùng. Tụi mình cũng đã bàn với nhau về những cái khung hình sẽ đặt tả nó ra sao như thế nào. Tuy nhiên khi mà lên trên đó thì nó sẽ không có giống như là cái mong muốn của tụi mình. Chị muốn Cưng xây một vòng thôi Thanh, Cưng đừng có xây nhiều quá. Rồi xinh quá nè. Yes, splash the water. Ok, một thác, tới thác thứ hai là em đã vô vòng đóng, em nằm rồi. Trên, một người sẽ đi đúng không? Một người sẽ ngồi ở dưới. Tôi muốn mọi người một động tác khác nhau. Tụi em sợ là bỏ ba người ở trong phòng tắm thì nó hơi kỳ. Thế mình có thể cắt giận mỗi người một cái hoạt động khác nhau. Còn đây là một người đang làm nhiều hoạt động. À, hiểu. Tới em vô đi Quyên. Các bạn còn một phút. Chị Tiên làm leader, những cái ý tưởng đưa ra nó chưa có được mượt mà. Chính vì thế nó hơi lan man và khi vào set thì nó hơi mất thời gian. Tôi hy vọng là các bạn có thể sử dụng, thứ nhất là về thời gian, thứ hai là về bối cảnh sao cho nó phù hợp nhất, để mình không có bị đầu voi đuôi chuột quá tập trung vào cảnh ban đầu và về sau mình bị thiếu thời gian để mình làm phần sau. Ví dụ như khi mà mình ở trong bồn tắm, những hoạt động được chia ra một cách hợp lý để các bạn có đất diễn cho riêng mình. Thì phải nhắc các bạn rất là kỹ là khi mà sử dụng sản phẩm thì mình phải sử dụng thật, đừng làm động tác giả, bởi vì khán giả bây giờ rất là thông minh. Các bạn đã thống nhất được cái câu chuyện ở trong hậu trường rồi, ra đây là làm thôi chứ không có bàn nữa. Nãy bàn hơi nhiều, cố gắng lên. Nếu mà mình bám vào nội dung chính là sữa tắm Purité tinh túy từ nước Pháp cho da nàng ngát hương hoa, các bạn có thể cải thiện hơn. Phần thứ nhất là sữa tắm, giống như Mô Thủy nói, mình đang sử dụng thật, mình đang tận hưởng thật. Khi mình tắm mình thưởng thức mùi hương nó như thế nào, nó giúp cho làn da của mình ra sao. Thứ hai, cái tinh thần Pháp anh nghĩ là các bạn đã mô tả ra được rồi. Thứ ba đó là da nàng ngát hương hoa, là cái chuyện khi các bạn đứng trên cái bục hoa, các bạn làm sao để thể hiện rằng tắm Purité de Provence xong tôi cảm giác là mình yêu chiều bản thân của mình hơn. Tập trên cái bàn 360 độ này các bạn vẫn chưa có ra hiệu là mình sẽ sử dụng gió, để mình biết được cái chiều gió nó thổi ở đâu. Hy vọng sau phần góp ý của ban giám khảo, các bạn sẽ có thể cân chỉnh lại để mình có một fashion video đáp ứng được yêu cầu của nhãn hàng. Bây giờ sẽ là phần thi của nhóm đầu tiên và 30 phút của các bạn bắt đầu. Bây giờ cái cảnh to quạt gió lên, bắt đầu anh quay nha. Dạ cho quạt lên đi ạ. Thanh, bây giờ em diễn cái cảnh beauty thiệt là đẹp, sảng khoái lên, giống như một cái bông hoa đang nở ra gì đó. Wow. Yeah. Những cuộc quay đầu tiên bên phong cảnh đẹp, mình phiêu theo gió, thể hiện cái nét mặt rạng rỡ, ngát hương hoa, đúng với tinh thần Purité. Em lên đi Quyên. Anh ơi, nâng góc máy lên giùm em xíu, đang bị ở dưới lên. Camera. Bỏ ra tay ra luôn đi Quyên. Cưng đừng có ngại cái đầm, ở đây chị xem cho Cưng rồi, cho nên nó là Cưng cứ diễn đi. Thử thách rất là khó, mình đứng như thế nào để cái gió nó vào bộ đồ quần áo mình, để cho cái tà của mình nó bay lên đúng độ, và mình cũng phải chỉnh độ gió mạnh hay là nhẹ để nó sẽ càng đẹp. Anh quay cận chỉ xong rồi anh ao ra, hai đứa em bước vô. Anh ơi, cái này mình cho gió nhẹ lên giúp em nha. Đây. Yes. Chậm nhịp rồi. 091 bị xa tiên quá. Yeah, 091 yeah, vào một tí kẹo yeah, thêm yeah. Vào tiên. Thanh em đếm nha, để hai bạn vô cùng một lúc với nhau luôn. Ba người cùng quay trên màn gió, không có ai check monitor cả, rất là khó khăn trong cái việc cân chỉnh cái góc và sự đồng đều khi mà mình bước lên. Nếu mà theo ý tiên mà muốn zoom cận rồi xong ra ngoài, cái clip này là chưa có được. Posing mọi người đừng di chuyển nhiều quá, tại vì quay video không phải như chụp ảnh. Chụp ảnh nó sẽ bập như video, nó phải kiểu nhẹ nhàng, rồi thỉnh thoảng keep vào camera, nhìn sâu vào camera, kiểu anh có nhớ em không? Hay là em muốn làm lại không? Mình làm lại một cái để backup. Các bạn còn 18 phút. Qua đây qua. Chị tới. Ờ, có vẻ cái này ok hơn. Anh follow cái tay đi, đừng có thấy mặt nữa. Mặt hồi nãy mình đã có rồi. Không được. Khi mà lên cái set quay, diễn không có ga thì tụi mình phải diễn lại. Và mình thấy nó rất là ổn. Wow. Yeah.
À, cột cái khăn chưa đúng. Mọi người hay cột cái này sai. Mình không biết quấn khăn sao cho đẹp cho nên là hơi fail một xíu. Nè, đi cúi đầu xuống đi. Chị Thảo Nhi Lê đã hỗ trợ và chị quấn một cái đầu lên là trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Các bạn còn 15 phút. Ê, cái này là cái transition của mọi người luôn đúng không? Transition nè. Đúng rồi, đúng rồi. Perfect idea, yes. That's good. Cảnh chuyển của các bạn thật là mượt và đúng tiêu chí của khách hàng. Không chỉ mùi thái bị chậm nhịp á, thế mọi người vào là em phải vào cùng luôn. Mình cảm thấy chưa có nhiều năng lượng để mà mình có thể làm tốt cái công việc. Bước vào bồn tắm, ngại lắm. vào luôn Tiên ơi. Tiên ơi, Tiên làm cái dáng này nè. Không có được, giống như là con trai nhìn trộm lắm. Rồi, yes. Cái mà mình muốn với cái việc mình làm ở đó hoàn toàn nó rất là khác nhau. Mình cảm thấy là mình chưa có làm được tốt lắm. Logo. Bành hết logo rồi, làm rồi, lại. Rồi, làm lại. Cầm cái chai lên là cái logo nó phải đằng trước luôn rồi. 91 quá, em quay qua em bất ngờ. Ủa bạn đưa gì vậy, đưa cái chai cho mình. Anh em quá, mới vậy. Góc này hơi kỳ nha. Khi mà lên những góc quay thì nó chưa có được mượt mà. Và em thấy rằng cái ý tưởng này nó chưa có sâu sắc với thông điệp nhãn hàng muốn truyền tải. Bây giờ cho cái shot của bạn này từ ở trên xuống trong mồm cho em. Các bạn chỉ còn 7 phút. Em thả cái người xuống luôn Thanh ơi. Ôi đùa đừng tự nhiên đến xuống quay xanh nữa nha. Cảnh này khá là khó diễn đó. Bởi vì mình phải ngâm trực tiếp trong bồn tắm. Lên sụt thấy rất là đẹp nhưng mà nó rất là trơn. Và khi mà mình bước vào đó rồi là mình chỉ có ngồi trong đó thôi, chứ mình không có di chuyển được. Will you say my name? Các bạn còn 5 phút. Bây giờ diễn cái phương án đầu tiên của mình. Bây giờ cưng vô lại. Không thể đặc tả từng người sử dụng sản phẩm của Puriste được. Tụi mình có một cái kế hoạch B chỉ cho Thanh tắm thôi. Còn Tiên và Nguyên tương tác ở bên ngoài. Hay là Thanh, bây giờ cái đoạn này em có thể cầm cái chai lên, bấm cái xà phòng ra. Em phải lấy một xíu sản phẩm ra để có một cảnh mà có close up sản phẩm và cái product. Chỉ có một mình ở trong một cảnh quay như vậy thì mình cũng áp lực cảnh quay, đó là cái key chính. Mà được gánh cái trọng trách ấy, thì mình phải làm sao cho nó ok. Em đi quanh đây, em đứng lại chỗ cái cửa sổ giúp chị. Quay lại cái cảnh đầu tiên giúp em nha anh. Các bạn còn 2 phút. Cùng nhau cầm cái chai. Hay khỏi cầm chai hay cầm cái hoa gì. Cầm cái hoa đi. Cầm hoa đi, kiểu như nó xoay. Okay, em giờ cầm cái hoa xong rồi chị vô em. Yeah. Purite là mình chiết xuất từ hoa mà. Mình truyền hoa sẽ tinh tế hơn. 3. Rồi ra bạn đi, ra bạn đi. Đúng rồi. Hết giờ. Rồi, đẹp. Phần mở đầu của các bạn tôi thấy nó có cái sự mạch lạc. Các bạn phân vai rất rõ ràng là ai là người diễn, ai là người điều phối, ai là người xem mo. Tuy nhiên khi mà qua đến cảnh thứ hai hơi lộn xộn, hơi trật nhịp một xíu và hình như là không đúng với cái ý tưởng ban đầu của các bạn là ba bạn đều sẽ có cái lượt để mình tắm. Tôi cũng đang lo lắng là khi các bạn edit thì nội dung của nó ra sao. Đôi khi có những cái ý kiến mình nghĩ rằng nó sẽ phát triển được, nhưng mà khi coi monitor thì nhìn thấy nó rất kỳ, giống như là Tiên tạo dáng của mình nó không có phù hợp với một cái người phụ nữ lady, không thấy được cái tính chất thời trang nhiều. Nhưng mà Thủy đánh giá rất là cao về Tiên và Thanh đã cố gắng hết sức cho team. Còn em 091, mình đang teamwork với nhau, phải làm việc cùng nhau nhiều hơn nữa. Mọi người có cái transition này thì rất là dễ thương, nhưng nghĩ là nhãn hàng cũng rất thích và cái beauty bên này cũng rất đẹp. Và lúc ban đầu ở đây dù nó lộn xộn một chút nhưng lúc sau mình dùng cái hoa mình quay như thế là cái đấy rất là pháp. Thanh kết nối cùng với cả Tiên được. Có vẻ là em thì chưa kết nối với mọi người lắm, em cứ kiểu bị thụ động một tí. Em đứng ở monitor em xem, em không có comment mọi người là đang đẹp hay xấu, em cứ đứng em nhìn. Nhưng cũng không biết là em đã có suy nghĩ gì ở tại vì sao em không có chủ động hơn. Một phần là do cảm xúc của em thôi. Em có những cái ý kiến không có giống trong tim, tuy nhiên ý kiến của các chị cũng khá là hay, nhưng mà đó không phải là cái ý kiến của mình thì em sẽ không thể nào góp ý cho mọi người. Nếu như mà mình góp ý trái chiều thì mọi người sẽ bị rối lên, cho nên là em quan sát, em thấy được vấn đề nhưng mà em không biết nói làm như thế nào để có thể giải quyết được vấn đề đó. Như vậy thì mình làm trong teamwork luôn luôn sẽ có những ý kiến trái chiều và đôi khi không có phải là cái nào mình cũng thực hiện được như theo ý của mình muốn. Nhưng khi mà mình đã quyết định đi hướng A thì mình phải cùng nhau làm như thế nào để project A đấy nó thành công. Không phải mình nghĩ đầu bây giờ mình muốn làm project B người ta chẳng muốn làm, nhưng mình cuối cùng mình kiểu thể hiện ra là mình không có muốn giúp đỡ mọi người. Cái đấy là một cái thái độ không ok. Cuối cùng bây giờ em là người bị ít đẹp nhất trong hình này, rất là tiếc cho em. Ý em không phải là em không có hợp tác với mọi người mà là suy nghĩ của em sẽ hơi khác với mọi người, thành ra là sẽ không có những cái sáng tạo theo những cái suy nghĩ của mọi người và mình sẽ không góp ý những cái ý kiến tốt cho mọi người được. Tại sao em biết nó không tốt? Khi mà mình teamwork với nhau á là mọi người đều đấu
đấu tranh về cái ý kiến của mình để đưa ra một phương án tốt nhất. Bây giờ em cứ sợ là mình sẽ không tốt thì chắc chắn là em sẽ phải làm theo ý kiến của người khác. Và khi mà em muốn làm theo ý kiến của người khác, chị nghĩ em nên hết lòng, hết dạ để mình làm cho nó hoàn thành. Đây sẽ là kinh nghiệm dành cho Diễm Nguyên trong hành trình tôi luyện của mình. Sau này mình có cơ hội được làm việc nhóm với các bạn thì mình sẽ có cách để mà xử lý các tình huống nó tốt hơn. Cảm ơn phần thể hiện của ba bạn. Và các bạn sẽ có 2 tiếng hậu kỳ video. Em xin được cảm ơn ban giám khảo ạ. Xin mời nhóm thí sinh tiếp theo. Bước vào set quay của Beauty thì Ngọc kiểu wow, cuối cùng đã đến một tập có thể thoải mái thể hiện sự nữ tính của mình. Anh cho em mượn cái góc camera một xíu. Chị này sẽ mặc một cái đồ tắm, anh sẽ lấy từ cái vai của chị ấy như này. Cứ zoom gần lại đây luôn. Thử đi. Nhớ coi trên môi nha. Nhóm mình đang tính rất là nhiều phân cảnh. Mỗi phân cảnh đều có một cái ý nghĩa riêng, đi theo một cái luồng câu chuyện mà tụi mình dự định sẵn từ ban đầu. Test gió luôn đi chị, không test kịp gió, thời gian. Test gió giúp em với ạ. Để xem được cái hướng gió như nào. Ôi nó bay. Đẹp nè, Marilyn Monroe. Cái khúc này á, anh hơi zoom lại mặt chị ấy rồi. Để chị ấy phất cái tà qua là tới cái bạn này luôn. Đối với Minh Anh, Nhung cũng khá là bất ngờ bởi cái lần hợp tác đầu tiên này, bạn ấy có một cái tư duy rất là sáng tạo. Nên lấy chính diện có thêm hoa nữa các bạn. Tại cái set này cái hoa rất là đẹp. Dạ. 30 giây cuối cùng. Tạo dáng cuối. Anh lấy góc từ trên cao giúp em với. Cảnh cuối như thế nào nè, sắp xếp nè. Tụi em muốn nằm từ trên lên xuống. Ý tưởng cùng hướng đầu vào tâm của bàn xoay, Ngọc cực kỳ thích, nhưng mà ra thực tế vị trí đó nó không có đẹp. Nhưng chân khác nhá, chân khác. Phần mọi người nằm như cũng giật mình, thế là kiểu nó rất là hay. Nhưng mọi người phải cẩn thận cái phần posing, tại vì nó là fashion video, không phải là hoàn toàn là TVC. Quan trọng là nó phải có cái tinh thần thời trang, đẹp, beauty, có nhấn nhá ra sản phẩm nhưng không phải là quá nặng nề. They call me sassy when I'm strolling down the street. 30 phút của các bạn bắt đầu. Toàn trước rồi đến cận nhá. Đẹp váy chị Nhung ơi. Có gió cho em xin tí gió vậy ạ. Nhung chọn tất cả các bạn sẽ quay riêng ở cái bàn gió trước bởi vì cái đó khó nhất. Ok. Rồi đẹp rồi, đẹp. Lên rồi. Em. Cũng đó đẹp nha. Đổi mơ, đổi em. Ra check em. Okay, check, ok. Check người sang này. Cái tay mình di chuyển nhẹ nhàng. Mình chỉ giữ đúng một cái pose bung cái tà lên thôi. Vì mình biết là lên fashion video thì chỉ cần là những cảnh đắt giá nhất. Lên Minh Anh. Ra check. Em ra mơ. Nếu mày nhanh làm từ cái chắc. Em muốn một tay thôi, còn tay bên kia tự nhiên. Anh hạ cái máy xuống giùm em xíu, ở trên nó đang dính cái màu đen. Nhóm thứ hai có làm việc với nhau rất là nhuần nhuyễn. Các bạn có sự thay đổi nhịp nhàng giữa các thành viên để đảm nhận những vị trí khác nhau. Ngọc lên. Em đây. Nằm đây, mua đứa một góc. 5 phút đã trôi qua. Nằm đi, chị chỉnh cho. Anh ở giữa xong anh lia từng người giúp em nhé. Chị chỉ quay từ đây hất lên thôi ạ. Cho cái hông nó cong lên một tí. Nghiêng qua luôn đi em. Bên các bạn có thể cầm hoa để tay mình đỡ trống. Nếu mà chụp đầu vào nhau vào giữa cái bàn xoay sẽ không có một tính fashion. Nên là Nhung với cả Trần Ngọc tính toán là ba người sẽ xoay vào các góc khác nhau để tạo dáng chơi đùa được với những cái bông hoa ở đó. Nhung ơi, góc mặt của em đang không đẹp á. Em đang bị ngửa nhiều quá, cái cằm em phải cắm xuống. Hoặc là mình lựa chọn góc nghiêng một xíu á, cái mặt mình sẽ đẹp Ngọc hơn. Ơi, em cũng bị chang nha, đừng có ngửa cái đầu ra đằng sau. Mình chỉ thấy được cái cổ. Cố gắng mình nâng cái đỉnh đầu lên một xíu. Và chỗ của Nhung là camera nó dừng á, cảnh cuối nên em có thể tận hưởng cái mùi hương của cái hoa em đang cầm á. Minh Anh nãy vuốt hoa là đẹp rồi em. Đúng rồi, vuốt hoa là xinh, đúng rồi. Vậy đó, chính xác. Hơn. Hương Ly rất là bất ngờ cách các bạn đang sáng tạo trong fashion video này. Đẩy cảm xúc của mình lên cao rất nhiều. 10 phút đã trôi qua. Nhung nè, good, better. Trời, đỡ hơn rồi nè. Rồi, okay. Cắt thời gian cho em để bọn em đi thay đồ chút ạ. Thời gian thay đồ bắt đầu. Nhanh, có 6 phút thôi. Thời gian tiếp tục. Em sẽ lướt qua đây, lấy một cánh hoa, phẩy vô chai. Xong em sẽ nhảy một điệu văn pháp gì bắt đầu lên này. Xét quanh có rất là nhiều những góc quay đẹp nên không thể ba người vào trong cái bồn tắm nó được. Nhung đã phân bố vị trí để các bạn có được những thước phim thật sự là tỏa sáng. Ngọc ơi, cái đoạn đầu á, em đi hướng từ bên đó qua bên này là tóc che hết mặt luôn. Vuốt tóc ra đằng sau hoặc là mình ăn gian cái mặt mình ra lại. Em lấy một cái hoa hồng á, tại vì hoa trắng nó sẽ tuyệt màu với cái áo của em. Lấy một cái bên đó. Dạ rồi, xong. Dạ vâng chị. 14 phút đã trôi qua. Ngọc nhắm theo kiểu những cô gái Pháp rất là enjoy bản thân, ngắm hoa, chạm nhẹ vào sản phẩm. Đó là lúc mình cài cắm hình ảnh sản phẩm vào. Rồi sau đó enjoy các khoảnh khắc cuối ngày bên một cái cửa sổ hướng ra tháp Eiffel. Tháp Eiffel cho em, quay lên nữa. Ending rất đẹp. Bây giờ anh bắt tận vào xem nha. Giọt sản phẩm nên rơi vào giữa lòng bàn tay á. Cái vòi của cái chai vào giữa lòng bàn tay xíu em ơi. Rồi. Yes, this is good. Nhung khá là bất ngờ bởi cái mùi hương sữa tắm Birite rất là dịu, ngọt và mang hơi hướng những mùi hương của Pháp. Anh ơi, quay mình toàn trước để lấy hết cái logo của thương hiệu nha anh. 2, 3, action. Quay ra cam nhìn thổi bọt này chị ơi.
Nhóm mình đang theo tinh thần là sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tụi mình đều nói ra ý kiến và thống nhất là trong set quay, chị Nhung bận thì Minh Anh hoặc là chị Ngọc sẽ là người chỉ đạo phần tiếp theo. Tại sao không quay luôn cái cảnh rải hoa đó xuống nhờ? Các bạn còn 10 phút rồi. Đến luôn. Nhóm 2 có cái sự đồng điệu trong diễn xuất. Các bạn có thể đưa ra cái thông điệp một cách dễ hiểu cho người xem. Và nhất là các bạn thể hiện được một cái chất nàng thơ rất là tinh tế. Nhung, thêm một xuột nữa cầm sản phẩm nó để ngay trên thành. Để trên thành. Ví dụ như vậy. Em tự nhẹ thôi, tự nhẹ vào nó thôi. Sản phẩm để một bên, còn em một bên em sẽ diễn em rờ, chứ không phải là em cầm như vậy. 2-3 action. Tươi tắn rạng rỡ. Cái tay kia không đẹp Minh Anh ơi. Tay kia chụp lại. Cho cái tay xa ra một tí. Tại vì để gần quá Minh Anh không có chỗ để diễn ấy. Các bạn còn 7 phút. Đúng rồi, bình tĩnh thôi Minh Anh. Từ từ thôi. Minh Anh có một khuôn mặt rất là ngọt ngào, nên là bạn ấy quay các cái cảnh beauty với cả hoa chính là những cái cảnh mà đắt giá trong cái clip của mình. Các bạn còn 6 phút. Em thử đúng không? Em thử cho cái này nó gần gần một xíu. Chị check mò, em check máy. Yes, đúng rồi. Better, đúng rồi. Tụi em đã làm dư tới tận 6 phút đủ để có thể quay lại những phân cảnh quan trọng luôn. Anh ơi, quan trọng cho bạn lấy bông hoa bạn hết qua. Tinh quá nè. Đẹp quá. Người không có nhiều kinh nghiệm trong các shot diễn, nhưng mà Trần Ngọc đã làm hết cái khả năng của mình để mà có những cảnh quay tốt nhất. Rất ok nha, bất ngờ bạn Ngọc này nha. Các bạn còn 3 phút. Hình như chưa có chuột nào là mình dùng cái sản phẩm đó lên người. Có thể dùng lên trà tay. Trà lên tay đúng không ạ? Chị lấy cái cảnh mà trà xà bông lên tay. Nhung make up mắt đen quá. Ừ đúng rồi, trông không phù hợp với cả concept này. Em có thể xoa cái sữa tắm rồi xong rồi em có thể tận hưởng cái mùi hương của nó. Thật sự là rất là may khi mà được nhãn hàng nhắc cho như vậy. Nên là nhóm của mình có đủ được cái xuột quay để hoàn thành cái clip cách tốt nhất. Hết giờ. Ok. Nhóm 2 ấn tượng đối với Ly là các bạn phân chia công việc một cách rất là rõ ràng. Từng người thay thế và luân phiên nhau để làm tốt cái vai trò và hỗ trợ lẫn nhau. Và ở phần bàn xoay các bạn sáng tạo ra một cái góc quay mà Ly không nghĩ tới là các bạn sẽ làm tốt như thế. Cái điều thứ ba mà Ly ấn tượng về nhóm này đó là có rất là nhiều góc quay khác nhau. Các bạn không chỉ tập trung vào cái đại cảnh mà còn tập trung vào chi tiết và sản phẩm về từng người. Thì Ly có những cái nhận xét như thế này. Hoàng Nhung có cái sự chuyên nghiệp của bạn khi mà mình góp ý hay mọi thứ, bạn triển khai rất là tốt. Còn về Ngọc, bạn có biểu cảm rất là tốt, có nụ cười rất tươi và sáng. Hương Ly cũng nói thật sự là chuẩn luôn rồi. Ngọc rất là sáng, rất là tươi trẻ, có một cái năng lượng rất là tích cực, như rất là surprise. Team này rất là hòa hợp với nhau, thể hiện ra được cái tinh thần self love rất là tốt. Khi mà coi tụi em diễn và di chuyển qua những cái set quay á, tất cả giám khảo đều cảm giác là wow, các bạn này sẽ có rất là nhiều cái footage hay. Và cái challenge của cái team mà có nhiều footage hay á là lựa sao cho nó hợp lý. Xin cảm ơn các bạn và mời các bạn vào bên trong để hậu kỳ video của mình. Ba tụi em là ba cái màu sắc và ba cá tính khác nhau. Và ở đây em cũng thấy được là Purite có rất là nhiều cái mùi hương. Vì vậy cho nên tụi em muốn mỗi bản thân một thí sinh sẽ là một mùi hương riêng, thể hiện đẹp đẽ cái tinh thần yêu bản thân, cái tinh thần tỏa sáng riêng ở ngay set quay này. Team của các bạn là một trong những team sở hữu những thành viên có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện những cái thử thách của Cosmo Infinity Challenge. Và đây cũng là một sự mong chờ rất là lớn từ ban giám khảo. Hy vọng rằng các bạn sẽ có một màn thể hiện xuất sắc ở thử thách lần này. Nhận lời khen từ ban giám khảo rất là nhiều, vì vậy lần này cũng muốn bản thân mình vượt qua được lần thử thách trước của mình, giữ vững cái phong độ đó. Tóc em có bay được không chị Ngọc? Tóc em ok được đấy. Thật ra bay nhẹ nhẹ đủ rồi. Đúng rồi, quay xung quanh Hạnh luôn. Đúng rồi anh, quay tóc. Đúng rồi Hạnh ơi. Video cho da nha, các bạn đang tập trung vào tóc hơi nhiều đó. Canh thử cái góc này cho chị. Không, cái này ấy lắm chị Ngọc ạ. Không được từ đâu. Trên xuống. Cố gắng đi em, chị thấy góc này rất đẹp ấy. Có muốn nếu cầm hoa trên tay tương tác cho hoa một cái không? Đúng rồi. Ok, hai trên như vậy là ok ạ. Anh đứng ở trên này zoom bọn em từ trên xuống. Đây đẹp nè, xinh nè. Xinh. Em muốn thử một cái cảnh Hạnh nó tắm. Có nghĩa là em tắm. Thấy cái tay Hạnh bọt các bông. Bạn còn 2 phút cuối dạ, cùng. Cửa sổ Paris coi. Nên là không ra được cái tắm. Hai bạn còn lại phải nghĩ xem là hành động của mình là gì luôn nha. Tại không có thời gian cho hai bạn thử rồi đó.
Tắm đi nào. Ok. Xoa vào da nào. Xoa vào da. Các bạn còn em, 1 phút. Cảnh của em là đi chờ đồ cho anh. Ok nào. Dạ. Đúng rồi, phải thấy cái logo giùm cho em. Ok, tưởng tượng nhá, tí nữa mình sẽ làm thật. Phần cảnh ở trên cái bục hoa, các bạn đã có rất nhiều cái footage rất là đẹp. Và cũng có một số cái góc máy anh thấy khác so với những cái nhóm trước. Tuy nhiên cái phần ở cái bồn tắm thì anh cảm giác các bạn chưa phân bổ thời gian đều lắm. Drink a little water, feel a little better. You do what you gotta, babe. 30 phút của các bạn bắt đầu. Cho mình những hoa. Lấy hoa lên, lấy cái dưới hoa lên. Từ nhau vui. Chị em nhá, không phải là người yêu nhá. 3 phút đầu tiên đã trôi qua. Cái nguyện vọng duy nhất của em khi mà em bước vào thử thách này là em muốn là mình không làm cho hai người bạn đồng hành của mình thất vọng. Iris, em cận trước hay là quay cho em gió? Gió. Trước đó Iris có chia sẻ với Ngọc là Iris cũng hơi lo lắng. Vậy cho nên là Iris nói là Ngọc có thể giúp Iris làm cái phần lên ý tưởng cũng như là lead để cho có thể tiết kiệm thời gian nhất. Iris em cười rất đẹp nha. Rất nhẹ nhàng như cô gái Pháp luôn. Yeah, nhìn sâu vào này. Chậm lại. Check camera này. Diễn chậm lại. Anh ơi, cho em cái tóc sắp từ trên xuống. Ở cái chỗ hoa nào tươi rói nhất anh ơi. Cái cảnh mà ngửi hoa là có rất nhiều thí sinh làm rồi. Thì có thể là bạn đưa hoa đi qua xung quanh da của mình một xíu. Tận hưởng. Ok, đẹp đẹp chị. Đẹp. Tiếp chị. Okay. Đẹp rồi, có cảnh rồi. Làn da, khoe cái làn da ở chân. 10 phút đầu tiên đã trôi qua. Từ từ thôi hạnh rồi. Vuốt ít thôi. Từ từ vuốt một lần một, kéo một đường lần một thôi, lần vuốt một. Vuốt này như là cạo lông chân á. Dạ, đúng rồi. Dạ anh, cho em đi cái đường dây đi từ trên kia đi xuống. Hạnh chỉ nha. Chị sẽ quay chạy qua ấy ạ. Chỉ nhìn thấy cái tà thôi. Đúng rồi, chỉ lấy cái tà để em còn ghép cái nhãn hàng vào trong đấy ạ. Được rồi, không tốn thời gian cái này nữa. Qua cái cảnh xe hoa ạ. Anh sợ giùm em cảnh Iris. Cái kinh nghiệm của em khi mà em làm team leader đó là mọi người khác phải làm tốt chứ thì tới lượt mình mới làm tốt. Cho nên là em đã chọn hai người mà em cảm thấy là có kinh nghiệm nhất. Ít nhất là em biết là các bạn ấy có thể gánh được em những cái khuyết điểm đó. Tay á, mình ready sẵn để mình bốc cái bông lên rồi mình... Put your hands away. Iris bỏ tay ra đi. Đi sang phía bên này vậy ạ. Iris đi nào. Quá. Yeah, xoay váy nào, xoay. Xoay, váy Iris, chơi tung tăng, cười đùa. Cười nào. Sách quay ngày hôm nay rất đẹp. Tuy nhiên, nhìn tưởng dễ nhưng không phải là dễ. Bởi vì bạn phải là một cái người có thể sáng tạo nên cái phần chuyển cảnh. Vui nào, rồi ok. Rồi. Em muốn làm thêm cái bàn gió ở đây một cái. Bảo Ngọc rất là biết cách lead team. Mặc dù là Iris là nó là người lead team nhưng mà Thủy thấy rằng là Bảo Ngọc cố gắng rất là nhiều. Hạnh cũng tham gia voice vào trong đó nữa. Thủy rất ấn tượng về nhóm 3. Tóc sắp là từ trên xuống thấy Ngọc ơi, che hết ngực. Đừng có che xuống, chỉ che cái áo thôi. Đúng rồi, đừng có che lên cổ. Được rồi. Diễn đi tụi em ơi, tụi em có 3 người lần đó. Mọi người ơi, nhìn lung la quá. Đợi chút, cái phần bọt ấy nó bị kiểu Thế này nó bị nhiều quá, đợi chút. Bị lum la, nhìn nó không đẹp. Nhìn tự nhiên thoải mái như là ở nhà của em ấy. Tại sao hai tụi em không quay trước để lấy footage nó an toàn hơn không? Để cho Iris quay rồi xong mà lỡ hết thời gian mà không có thời gian quay với hai tụi em sao? Dạ, đúng rồi Iris ơi, đẹp. Rồi ok. Tận hưởng mùi hương lên Iris ơi. Lấy logo rồi thì focus vào cái dung dịch. Rồi đẹp hơn rồi nè, rồi. Iris ơi. Sweet. Hai bạn còn lại là chỉ còn 5 phút thôi nha. Đưa lên ạ. Không có thời gian đâu. Một cái cành hoa đó chị đưa. Cành hoa. Cành hoa đâu? Đây. Rồi, ok. Rồi, quay lưng đúng không? Okay. Đúng ạ, đi vào chi tiết da của bạn ấy ạ. Tinh quá. Zoom thẳng vào hoa luôn. Khách hàng thích cái này nè. Zoom thẳng vào hoa luôn. Dừng. Ok. Yeah, đẹp rồi. Kiểu như là... Được chưa? 2-3 này. Hạnh ơi đẹp. So beautiful, xinh quá. Thủy ấn tượng nhất là nhóm thứ ba, các bạn rất là năng lượng và các bạn xây dựng cái câu chuyện trong cái fashion video rất là liền mạch. 30 giây cuối cùng. Chị cái cảnh, back up cái cảnh. Đây. Đừng. Ngay cái hoa này đẹp hơn, ngay cái vòng trái này đẹp hơn. Rồi, ok chưa? Anh cứ quay nha. 10, 9,
8. Ok, một cái tóc. 7. 6. Tóc cái gì nữa em ơi. 5. 4. Lên lại đi hành. 3. Tay bị ấy rồi, đổi tay. 1. Hết giờ. Ngọc với Hạnh làm việc rất tốt, rất nhanh nhẹn. Cái phần đầu anh nghĩ là các bạn làm khá là trôi chảy. Nhưng mà qua cái phần sau, bản thân anh và ban giám khảo cũng cảm giác áp lực cùng với các bạn. Nhi gặp Iris lần này lần thứ hai thì Nhi cũng rất là ấn tượng, nhưng rất là thích tư duy của em. Khi mà em hồi hộp ấy, em bị frozen, em đóng băng. Iris, what are you doing? Kiểu em không có react luôn, em kiểu nhìn mọi người, nhìn màn hình, em không có biết em làm gì, em hoang mang luôn. Tôi như biết là em là một người introvert, tính cách của em là tính vào kiểu nội, hướng nội. Để mà làm trong công việc và môi trường này thì mình cũng phải tập được cái tính extroverted ra bên ngoài thêm nữa. Made not born. Không ai của chúng mình là sinh ra để hoàn hảo, nhưng mình đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ này để mình có thể cải thiện tính cách của mình, kỹ năng của mình. Và Nhi mong trên hành trình này, tất cả ba cô gái này của Nhi sẽ có thể trở nên một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua. Em khá là buồn ấy. Khi mà em bước vào cái thử thách này thì em biết là em không có bất kỳ một cái kinh nghiệm về TVC cả. Em không hiểu là như thế nào đặt góc quay cho đúng, thì làm sao mà mình lead mọi người được. Sao cái gì mình cũng thiếu hết, acting, kỹ thuật diễn em còn không có nữa. Hai lần đầu tiên em làm TVC thì cả hai lần đó em đều là leader hết. Bản thân em cũng nhìn ra được là em cảm thấy mình đã làm cho các bạn trong team kiểu thất vọng ấy. Và em cảm thấy là mình vẫn chưa có hoàn thành tốt cái trách nhiệm của mình. Trước tiên thì tụi em muốn đặt tả một cái khung cảnh là tụi em hai tay sẽ nâng những cái cánh hoa xuống. Và cả ba chúng em đều sẽ quay là chân bước vào, chúng em chuẩn bị tắm. Và cái cảnh thứ năm mà chúng em muốn làm đó chính là ngồi lên cạnh bồn hoặc là bò ra phía trước, đu ra phía trước một chút xíu để thấy chúng em đang tạo bọt hoặc là tương tác với sản phẩm. Em có một cái linh cảm là ok, có thể mình sẽ không phải là cái team chiến thắng, cho nên là mình cứ thoải mái và mình hãy chọn những cái gương mặt mà mình cảm thấy mình có thể làm việc với họ một cách trơn tru, dễ dàng nhất. Cho nên vì vậy là mình đã chọn Bích Thùy và Ngọc Như vào team của mình. Thảo Hoa là nó như thế này nè. Dạ đúng rồi. Là mọi người sẽ mở màn bằng cái tay á. Dạ. Chị đứng ra cho em coi góc máy đó. Em muốn lấy cái cảnh tổng thể một cái đẹp trước, xong sau đó mình mới vô chi tiết mới thấy được cái cảnh cái tay. Giờ sao, flow như nào? Sắp hết thời gian rồi. Cả ba người đều khoe làn da sau khi tắm xong á. Thế là mọi người phải chia ra từng chỗ đúng không? Mỗi một góc. Cũng có những thành viên sẽ có điểm mạnh nhiều hơn, điểm yếu nhiều hơn. Thấy lúc đấy hơi lộn xộn. Có thể là một người ở dưới này nằm dưới này đúng không? Có thể ngồi kiểu ra này đúng không? Có phải một người ngồi đây, ngồi đây kia. Và một người ở góc sẽ là sổ. Kiểu mọi người phải suy nghĩ là cái bộ cục hình nó phải so le, nó đẹp hơn. Bên mọi người vào thử đi. Mình sẽ đi theo một cái dây chuyền từ đây xuống đây và qua đây. Ừ, đi hình chữ S ạ. Ủa thì nằm đi để mình xem monitor luôn nè. Rồi đẹp nè, đúng rồi, yes. Looks nice. Ý tưởng của thương hiệu chúng ta là dành cho những người phụ nữ bận rộn. Chúng ta nhắc họ để họ có thể yêu chiều bản thân của mình nhiều hơn. Thì khi các bạn đưa ra cái biểu cảm á, chẳng hạn trong bồn tắm là các bạn phải tận hưởng làn da, tận hưởng mùi thơm, toát ra cái tinh thần đó, truyền tải cái năng lượng tích cực đó cho mọi người. Thì đó là cái mà anh nghĩ là các bạn nên chú ý. Chị thấy team của mình á là một cái nội dung đơn giản, dễ hiểu, không cầu kỳ. Nhưng mà tại vì nó đơn giản quá cho nên là chưa thấy cái tính fashion ở trong đó. Các bạn hiểu là diễn như thế nào nhưng mà diễn chưa ra. Khi mà mình vuốt da của mình á, mình nâng niu cái làn da này, chứ không phải là mình chạm mấy ngón tay vô mình vuốt vậy là mình không có nâng niu nha. Cái nào dễ mình quay trước. Còn cái nào khó mà phức tạp giống như là bồn tắm chẳng hạn thì mình quay sau. Đúng rồi. Nha. 30 phút của các bạn bắt đầu. Bao giờ định đi camera vậy? Như thế cái góc máy này mình nên nhìn quần áo nhiều hơn. Đúng rồi, sai này đẹp này. Lấy hẳn từng người luôn ạ.
tại vì nãy mọi người không có trao đổi với lại anh camera. Thành nãy giờ nhóm này mình ưng nhất, tại vì nãy giờ ba người xài bàn xoay không có tận dụng ba cái ô đằng sau. 4 phút đã trôi qua rồi nha mọi người. Tụi em sẽ nói một cái câu là purity, tinh túy dưỡng da. Dạ ok, em nói xong là anh đi ra. Mọi người nói với ánh mắt phải có cảm xúc. Thì ông nhìn vào camera sâu và ánh mắt mình thật sự cảm thấy mình là purity hay là gió nhẹ không? Nhẹ nhẹ cho nó bay bay cái tà thôi. Yes. Purity, tinh túy dưỡng chất pháp, da nàng ngát hương hoa. Gió. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Great. Đẹp. Wow. Tay công không có mở mắt ra à. Như ơi, mở mắt. Muốn quá em ơi. Vuốt người đó chị ơi. Rồi, 10 phút đã trôi qua. Rồi, đẹp rồi. Đẹp rồi. Các bạn nhớ thực hiện cuộc transition nhé. Chị có muốn cái phút là em cầm váy chạy ngang cái xe này không? Được. Đúng không? Em thấy đẹp. Hơi thiếu. Một. Lên. Chưa cười. Ai rượt em và em cười phía sau á. Khoan, cắt cái đoạn hồi nãy được rồi. Có cái đoạn ok. Ok hết giờ. Thay đồ nha. Cái shot lúc này em tự tin chưa? Em thấy chưa đủ á. Thì em làm một lần nãy nữa đi. Em thấy em chưa hài lòng em phải Thì... nói. Thùy ơi, ở em có sự mềm mỏng từ từ đi bộ. Em đi em phải lê you know? Nó đừng, phải... đừng có đi như này. Cái ý tưởng mà cầm váy chạy qua xe hoa thì đó là ý tưởng phát sinh trong chính set quay thực hiện thử thách ngày hôm nay. Thùy cũng đã cố thử thách nhiều lần để thực hiện, để trong tim mình có một phong cảnh đẹp. Bạn Thùy sẽ diễn tả là sản phẩm rất thơm, da rất thơm. Như sẽ diễn tả là da rất là khỏe. Còn em sẽ là mịn, quyến rũ các kiểu. Thì em muốn anh đi theo như vậy. Theo như Thùy biết thì đây là lần đầu tiên chị Phương Thảo có cơ hội làm leader của team. Và Thùy đã cố gắng chủ động chị rất nhiều. Bởi vì trong team ba người, Thùy là một người có kinh nghiệm nhất về mảng quay TVC. Thùy đã chủ động và sáng tạo rất nhiều ý tưởng để có thể đóng góp cho mọi người. Các bạn còn 10 phút. Logo. Nhìn monitor để chỉnh. Xoay cái chai ra một xíu nè. Em muốn nhìn nó ấn tượng cái chai lên, nó đừng ấn tượng cái tay em. Thôi giờ chỉ cho. Để mình nhìn thấy cái bàn tay này nhiều hơn nhiều nữa. Đang hơi bóng, vẫn đang hơi bóng ạ. Tim ơi, cho anh hỏi là các bạn có góc quay ở phía trong bồn tắm không? Bao nhiêu bạn sẽ tắm? Dạ hai ạ. Hai bạn, và bây giờ các bạn đang chăm chút những góc máy nó không có quá khó đó. Xíu nữa các bạn sẽ không còn đủ thời gian để cho cái cảnh tắm. Các bạn chỉ còn 6 phút 30 giây dạ nha. Còn chỉnh gì nữa không? Ôi cái chai gì à, cái chai. Mọi người để ý cái xung quanh. Học acting như thế nào? Cảm giác hít thở mùi hương. Life is beautiful, yes. Em cảm thấy là đây là một thử thách khó đối với em. Tại vì mọi thứ nó đều là mới cả. Cho nên là em chỉ có thể làm tốt, làm hết sức mình. Yes, beautiful. Chờ em xíu nha, khoan rồi, nha, go. Khoan nha. Rồi. Các bạn ơi, các bạn còn có 1 phút thôi, mình nhanh chóng đi nè. 1, 2, xin quan trọng. Rồi. Thêm cái nữa. Một cái nữa thì nhìn thấy cái bàn tay nhiều hơn. Bàn tay không nhìn được, đúng rồi. Lau bàn tay đi, bàn tay bên bị ướt rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Thì cảm nhận được là sự thể hiện của bản thân Thùy ngày hôm nay thực sự chưa tốt. Thùy vẫn còn rất là nhiều lúng túng, vẫn chưa chủ động điều khiển được và giúp đỡ các bạn trong team của mình. Ngày đầu tiên là chị thấy ở nhóm là chưa có sự phân định rõ về vai trò của từng người. Là có rất là nhiều phân cảnh mà các bạn không kiểm soát monitor khi các bạn chỉ dồn tập trung vào bên đó và các bạn quay và các bạn không biết trên này đang có gì. Thùy là một bạn sở hữu gương mặt và ngoại hình, tất cả mọi thứ đều rất đầy đủ. Nhưng bản thân em chưa có thể nổi bật được tại vì bên trong con người em thiếu lửa, em không thể hiện rõ được cho người ta biết em muốn gì. Và Phương Thảo thì ngược lại, chị cảm thấy em là một cô gái có cá tính và bên trong em là một cô gái có cái tính trở thành một người thủ lĩnh. Tuy nhiên là chị cảm giác là bản thân em lại không có tính mềm mại. Chị có nhìn thấy của bản thân chị của nhiều năm trước ở trong Thảo, cái sự cá tính, cái sự cố gắng làm sao làm thật tốt cái vai trò của mình. Nhưng đôi khi á, cái điều mà chị học được nhiều sau những chương trình Hoa hậu và Sắc đẹp á, là mình biết cách mềm mại lại, biết cách về đúng với cái thuộc tính của một người phụ nữ, đôi khi nó sử dụng rất tốt trong công việc của mình. Bây giờ sẽ là 2 tiếng để cho các bạn có thể hậu kỳ fashion video của mình. Liên nghĩ rằng phần quan trọng nhất đó chính là phần hậu kỳ. Bạn phải đưa ra được sự sáng tạo cho riêng mình và cũng như biết cách làm sao để có thể kết nối những cái câu chuyện rời rạc này thành một câu chuyện tổng thể chung mà tôn vinh lên được cái tinh thần của nhãn hàng.
Thực tế là trang sách quay nhóm mình có khá là nhiều sụt quay đẹp và tròn trịa để mình lựa chọn. Nhưng mà 2 tiếng nó trôi qua nhanh hơn tụi mình nghĩ. Khi mà càng gần về cuối cái mới phát hiện ra là có một số cái nho nhỏ như là chạy filter da nè, hay là lựa chọn và chốt được cái âm nhạc chuyển cảnh á, thì đến gần cuối của 2 tiếng đó tụi mình hơi hoảng một xíu. Nhưng mà rất may, rất là cảm ơn anh editor. Anh rất cực kỳ bình tĩnh luôn ạ. Và anh trấn an tụi mình và giúp tụi mình hoàn thành những phần còn lại. Rồi, mọi thứ tư tư tắng á, em nghĩ là không cần hoa đâu, bỏ đi. Chắc chắc cái trên này để em lọc lọc ra luôn cơ. Đúng rồi hẳn. Đó, cả ba đều cười rất tươi luôn nè. Iris là một cái bạn khá là hướng nội. Cái vì bạn làm về nghệ thuật, bạn làm về art, các vẽ tranh, nên là cái góc nhìn và cái tư duy của bạn trong cái chuyện mà phối hợp màu rất là tốt. Thì đã cố gắng sáng tạo rất nhiều ý tưởng và truyền đạt lại cho hai thành viên của mình. Thì tụi mình đã có một ý tưởng là tận dụng ba góc, ba ô cửa của set quay, và ý tưởng đó đã được ban giám khảo đánh giá rất cao. Thùy nghĩ rằng đó sẽ là một cảnh quay đẹp nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm, thành phẩm cuối cùng fashion video của tất cả các bạn. Xin mời nhóm đầu tiên. Bận rộn khiến bạn quên mất rằng bản thân mình cũng cần được yêu. Dù bạn là ai, bạn xứng đáng được yêu từ những điều nhỏ nhất. Purité, tinh túy dưỡng chất Pháp, da nàng ngát hương hoa. Video này thấy nó thú vị, nó hấp dẫn, nhưng mà wow á thì chưa có wow. Hình như là các bạn chú trọng đến cái phần gọi là làm đẹp, làm sao để cái position mình đẹp nhất. Còn cái cảnh mà thể hiện ra nước hoa thì nó chưa có nhiều. Cái thứ hai đó là anh thấy trong cái voice của các bạn nói về cái chuyện bận rộn và làm sao để cái việc tắm của mình trở nên một cái chuyện giúp chúng ta giải quyết những cái vấn đề bận rộn đó. Nhưng mà cái hình ảnh thì nó đang tập trung ở những cái hình beauty shot thôi. Còn cái việc mà các bạn thật sự relax, các bạn thật sự đắm chìm vào cái quá trình mình tắm thì nó chưa rõ ràng lắm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc fashion video của nhóm thứ hai. Xin mời. I will be your shield in the fiercest battle, I'll defend you from all these arrows, and the sword I will keep you from danger. Let me be your shield. I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you, I'll defend you from all these arrows, and the sword I will keep you from danger. Tinh túy dưỡng chất Pháp, da nàng ngát hương hoa. Purité. Một chiếc fashion video có thể nói là khá ấn tượng với Ngọc Châu khi mà lần đầu tiên mà mình xem, cũng như là cái hiệu ứng mà các bạn mang đến. Video này đối với Nhi rất là hay, rất đẹp. Tại vì tại sao mà ba cô gái đẹp, sao mà không video không đẹp được, đúng không? Nó phải đẹp. Cái ending thì rất là thích với cả cô Hoa Hồng. Nhưng không ngờ là mọi người sẽ edit cô Hoa Hồng để thành cái ending như thế. Lúc mà mọi người quay tưởng là cô Hoa Hồng sẽ là một cái truyền cảnh gì thành một cái cảnh khác, nhưng hóa ra là mọi người làm cái ending như vậy thì rất là outstanding. Cái ID rất là hay. Purité de Provence. Purité, tinh túy dưỡng chất Pháp, da nàng ngát hương hoa. Da nàng ngát hương hoa. Oh. Wow. Music thì cũng hay, tại vì music Pháp đúng không? Nó kiểu rất là hợp với cái tinh thần kiểu Parisian girl.
Tại vì Nhi là một người Nhi rất là quan trọng cái âm nhạc ấy. Cùng mình rất là surprise. Nhưng tất cả những video khác ở đây cũng thế, Nhi rất là surprise vì những cái mọi người rất là creative, rất là sáng tạo. Và trong vòng 30 phút để mà mình làm một cái video như thế này, Nhi nghĩ là mọi người vô cùng là giỏi. Cái anh có thể thấy là ba nàng thơ nước Pháp và các bạn kết hợp với nhau rất là nhịp nhàng. Các bạn quá sáng tạo. Cái cách mà các bạn suy nghĩ ra cái đường dây câu chuyện và làm sao để chuyển từ cảnh này qua cảnh khác, dường như các bạn không phải là thí sinh đi thi hoa hậu nữa mà phải là một cuộc thi về sáng tạo, một cuộc thi về làm phim gì đó. Xin cảm ơn anh Thuần. Và Iris, cho có một câu hỏi dành cho em. Bởi vì sau khi mà em thực hiện thử thách đó, ban giám khảo cũng có dành cho em những cái lời góp ý. Trong hậu trường thì mà chị cũng nghe được một tin rằng là em khá là xúc động. Thì em có thể chia sẻ một chút về cái cảm xúc của mình không? Xúc động nữa. Khi mà em tham gia thử thách Infinity của Cosmo thì cả hai thử thách em đều làm leader hết. Và nó làm cho em rất là bối rối. Em không biết là phải lead các bạn từ đâu. Em cảm thấy là em vẫn chưa làm được cái điều đó. Nên là em khá thất vọng với bản thân mình. Chúng ta ở đây đều không có hoàn hảo, cũng đều không có giỏi. Và đặc biệt là Iris cũng có thế mạnh của mình. Em là một họa sĩ rất là tài năng. Em hiểu không? Đó là lý do mà cái kế hoạch kinh doanh của em á, nhận được cái sự đồng tình rất là lớn từ ban giám khảo. Cái mặt này chúng ta không tốt thì từ từ chúng ta học hỏi. Qua như chấm điểm em rất cao vì cái pitch của em. Nhưng rất thích tư duy của em. Em là một người nghệ sĩ tài năng. Ai cũng sẽ có điểm mạnh và điểm yếu. Dù mình yếu một điều nào đó, mình cũng không được để cho người ta nhìn thấy rõ ràng quá là mình đang yếu. Hiểu không? Fake it until you make it. Dù mình đang rất sợ hãi, mình đang không hiểu biết một cái gì hết, mình phải cố gắng mình hòa nhập vào trong cái hoàn cảnh đấy như thế nào để người ta không biết được là mình đang lose the game. Dù mình sợ như thế nào, mình cũng phải make it, you know. Và để cho các chị, các bạn hỗ trợ em, để em không kiểu đứng được một mình. Em cảm thấy em không hiểu gì hết, em đừng đứng một mình. Em để cho mọi người nhìn thấy em như thế sợ lắm. Nhưng cũng lo cho em, như kiểu, ôi, Iris bị làm sao vậy, hiểu không? Và như biết là em sẽ làm được tốt hơn lần sau. Và cố gắng lên nhé. Anh phải share rất là thật lòng. Là anh thấy cái thử thách này rất là khó các bạn. Cực kỳ khó. Tại vì các bạn đi thi một cuộc thi sắc đẹp, nhưng mà cái thử thách này đòi hỏi các bạn cái tính sáng tạo, cái tính tư duy, cái tính làm việc nhóm trong một cái khoảng thời gian rất ngắn. Các bạn tưởng tượng là những người như tụi anh khi làm một cái phim, khi làm một cái fashion video, khi làm một cái phim quảng cáo tốn rất nhiều thời gian các bạn, 6 tháng đến 1 năm và một cái ekip rất là nhiều để hỗ trợ cho tụi anh. Trong khi các bạn giống như tay không đánh giặc. Thì các bạn đã hoàn thành cái này, các bạn phải thật sự tự hào về những điều mà mình đã làm được. Hồi nãy lúc mà nghe mọi người nhận xét về Eric á, anh cũng thấy hình như mọi người cũng hơi khắt khe. Thì sau đó anh cũng có trao đổi với mọi người, nhưng mà anh nghĩ nó là những cái feedback rất là cần thiết. Tại vì cái cuộc thi của chúng ta á, là made, not born. Cái mà mình có được nó chỉ là những cái viên ngọc thô sơ thôi. Thông qua những cái feedback của các anh chị ở đây và đặc biệt là của các ban giám khảo nữ, để cho các bạn trưởng thành hơn, các bạn có thể đương đầu với những cái thử thách trong cái nghề của các bạn. Và cũng nhớ cảm ơn hai người chị của mình đã cùng dìu dắt nhau qua những ngày tháng này nha. Và học tập từ mọi người rất nhiều. Và chị tin chắc rằng là bản thân em luôn là người lắng nghe và tiếp thu mọi thứ tích cực và tốt cho chính hành trình và chặng đường của mình nha. Nước mắt có rơi nhưng nhớ trưởng thành nha. Các chị rất nhiều nước mắt chảy rồi, không phải một lần đâu. Đúng rồi, quan trọng là người chấm khóc bên ngoài và người khóc bên trong. Về nhà khóc hay khóc ở phim trường. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chiếc fashion video cuối cùng của nhóm thứ tư. Xin mời. Thư giãn giữa cuộc sống bận rộn. Thì Ly cảm thấy là các bạn là những người có ý tưởng. Ly rất ấn tượng lúc các bạn tạo ra cái vòng xoay lúc mở đầu từ chiếc đồng hồ. Nó là một trong những cái idea mà Ly nghĩ rằng nó rất là thú vị. Tuy nhiên thì chị vẫn hơi thất vọng về phần các bạn triển khai về sau đó. Cũng như chị chia sẻ trong set với mọi người là
có quá ít thời lượng để mà mọi người tương tác với sản phẩm, mà thay vì đó chị cảm thấy là như là một chiếc clip beauty nhiều hơn. Chị trông đợi nhiều hơn về cái chuyện các bạn có thể dàn dựng được một chiếc clip mượt mà hơn, và nó mang lại nhiều tinh thần mà chị mong muốn chờ đợi ở các bạn. Phim này nó sẽ cần thêm một số cái điều chỉnh nữa để nó có thể sử dụng được. Có quá nhiều cái cảnh về váy, mà trong khi đó cái sản phẩm của chúng ta là sữa tắm. Các bạn có thể điều chỉnh một số, tiết chế một số cái hiệu ứng, tập trung thêm những cái footage về sản phẩm để đưa ra cái câu chuyện nó hiệu quả hơn, thì nó có thể sẽ là một cái phim tốt. Khó chấm đi. Khó chấm lắm chứ. Mỗi người một kiểu, tại vì cái này là một cái fashion video thì nó là nghệ thuật. Và nghệ thuật thì rất là khó để mình đánh giá được, tại vì nó sẽ là tùy thuộc về cái gu của mình, với cái mình thích không thích, đúng không? Và kết quả đã có. Xin mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình để biết nhóm chiến thắng là ai. Cực kỳ vỡ ai khi mà nhìn thấy hình ảnh và âm nhạc của tụi mình xuất hiện trên màn hình. Có được một cái chút may mắn ở trong này để có thể đưa cả team hôm nay giành chiến thắng. Em là em hơi khác với hai chị một chút. Khoảnh khắc mà em nhìn thấy thành quả của nhóm em và em quan sát ba video còn lại của ba nhóm còn lại thì em tự tin là 100% là nhóm em là nhóm giành chiến thắng. Như vậy có nghĩa là tất cả các thành viên trong nhóm của các bạn sẽ được cộng thêm 0,5 điểm trong điểm tổng kết cá nhân của mình. Và ngay bây giờ, Ngọc Châu sẽ công bố thứ hạng, xếp hạng của thử thách chiến thắng lần này. Và người chiến thắng ở tập này xin chúc mừng Đặng Trần Ngọc với số báo danh 684. Ngọc hoàn toàn không tin mình chiến thắng giải thưởng cá nhân. Thì ra đây là cảm xúc của người chiến thắng sao? Thật sự Ngọc cực kỳ hạnh phúc và rất là biết ơn chương trình đã cho Ngọc được trải nghiệm bản thân, bứt phá bản thân với cái thử thách cùng với Purity lần này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở thử thách tiếp theo của Tôi là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Miss Cosmo Việt Nam 2023. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn là top 10 thí sinh được xếp hạng ở trạm C. Có nghĩa là các bạn sẽ phải tiến hành thực hiện thử thách loại trừ ngày hôm nay, dành cho mình cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng với Miss Cosmo Việt Nam 2023. Ngày hôm nay, format loại trừ đã thay đổi. Các bạn đang thấy bên cạnh Ngọc Châu là một chiếc hộp chứa 10 câu hỏi, và 10 câu hỏi này được đặt ra bởi top 10 thí sinh có số điểm xếp hạng cao nhất trong thử thách xếp hạng vừa rồi. Lần lượt từng bạn sẽ catwalk, mình sẽ bắt đầu bốc thăm để trả lời câu hỏi. Các bạn sẽ có 60 giây để trả lời câu hỏi mà mình nhận được. Như rất là ngạc nhiên khi mà như thế hôm nay mọi người làm thử thách thí sinh ở trong vòng A đã đưa những câu hỏi cho những thí sinh ở vòng C. Những câu hỏi như thế khá là khó, cũng không phải là dễ. Chúng ta sẽ đến với phần thi của thí sinh đầu tiên, Phan Lê Hoàng An với số báo danh 382. Khác với những cô gái khi bắt đầu bước vào vòng loại, người ta sẽ có chút e dè. An thu hút Ly từ ánh nhìn khi bạn vừa bước vào vòng loại với tư thế rất là hiên ngang, tự tin. Dạ em có thể nhờ chị Châu bốc giùm em được không ạ? Trời, chị Châu bốc giùm em hả? Gọi là không biết là cơ duyên như thế nào đây nha. Câu hỏi mà Châu bốc được cho Hoàng An đến từ thí sinh Đậu Hải Minh Anh, số báo danh 686. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhìn thấy phẩm chất nào của người phụ nữ được thể hiện mạnh mẽ và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội? Và 60 giây bắt đầu. Một trong những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam mà em luôn thấy rất rõ thông qua những người phụ nữ xung quanh mình, từ những người mẹ, người bà, người dì, người chị, người em, đó chính là phẩm chất luôn chịu thương chịu khó. Phẩm chất này không chỉ được thể hiện qua lối sống hàng ngày của mọi người mà còn được biết đến rất nhiều thông qua các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Là một cô gái hiện đại nhưng trong tư tưởng em luôn muốn hướng về những cái gì là cội nguồn, chịu thương chịu khó là một trong những cái đức tính sẽ khiến một người có thể đi tới thành công dễ dàng hơn. Và chỉ có chịu thương chịu khó là cái thứ có thể khiến cho chúng ta trở thành cái phiên bản mà chúng ta mong muốn. I believe that the most significant quality of a person is to be hardworking. And hardworking will lead you to success. Thank you and I'm Hoàng An. Thắc mắc là lý do tại sao em lại xuất hiện trong vòng loại này khi bản thân em là một người sở hữu. Thứ nhất là về ngoại hình, thứ hai là về phong thái diễn đạt. Tại sao em lại ở đây? Khi mà em nghe kết quả của những thí sinh sẽ bước vào bảng C của tập truyền hình thực tế này và em thấy có tên em trong đó,
Thì cái điều đầu tiên mà em làm là em cố gắng không nghĩ về cái lý do tại sao em đã ở đây. Tại vì em cũng đang ở đây rồi, nên là cái việc mà em nghĩ về cái lý do tại sao nó đưa mình tới đây á sẽ không có giúp cho em được cái gì trong cái chặng hành trình tiếp theo. Mà cái điều em tập trung duy nhất vào lúc đó là làm thế nào để em có thể biến cái sự việc này thành cái bài học và cái kinh nghiệm cho mình. Chị thấy em là một người nhạy bén và em có cái sự nhảy số nhanh trong cái câu trả lời của mình. Vì thế nên chị tin rằng là bản thân chị sẽ rất ấn tượng về cái tên của em và đặc biệt là số báo danh 382. Xin mời thí sinh tiếp theo, Lê Thị Ngọc Bích, số báo danh 576. Câu hỏi của em thì từ bạn Hồ Nguyễn Ngọc Như, số báo danh 092 ạ. Câu hỏi đặt ra là cuộc thi Hoa hậu đặt ra một loạt các thách thức bao gồm cả trang phục dạ hội và trí tệ. Thì làm thế nào bạn quản lý được áp lực trong các phần thi khác nhau và duy trì được tinh thần lạc quan ạ? So I believe that this is a great chance for us to enhance all the beauty outside, also the mindset as well. So I believe Make Not Born in the Journey is not here but also outside as well. Thank you. Em có thể có một chia sẻ nhỏ được không ạ? À rồi, mời Bích chia sẻ. Đến tới với cuộc thi ngày hôm nay thì em cũng rất là biết ơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì vì một số cái lý do cá nhân của em ở nước ngoài và vấn đề về visa, cho nên là trong thời gian sắp tới thì em e là em sẽ không có thể nào mà tiếp tục được hành trình. Đây là lần đầu tiên em tham gia một chương trình Beauty Queen và em học hỏi được rất là nhiều. Em đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Em nghĩ là dù ngày hôm nay em có leave nhưng mà em nghĩ là những cái trải nghiệm và kinh nghiệm học hỏi của em ngày hôm nay sẽ luôn luôn đi theo trong cái những cái chặng đường tiếp theo của em trong cuộc sống. Thực sự thì chị biết rằng là với mỗi cái chặng hành trình nó đều cho chúng ta những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài học để mà mình có thể phát triển bản thân mình nhiều hơn. Hy vọng rằng với những cái trải nghiệm mà Bích đã có được với Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, với Miss Cosmo Việt Nam 2023, nó sẽ là một trong những kỷ niệm đẹp, những cột mốc thanh xuân của Bích nhé. Câu hỏi của em đến từ bạn Lê Ngọc Phương Thảo, số báo danh 100. Và câu hỏi của em là: bạn tự hào nhất về điều gì ở bản thân? Để mà đứng ở đây ngày hôm nay thì đó đã là một sự tự hào và một sự hạnh phúc rất là lớn của em trong vòng 20 năm cuộc đời của em rồi. Một năm trước thì em có phát hiện ra là em bị bệnh, là em bị suy giáp. Và thời điểm đấy thì em cảm thấy rất là suy sụp. Khi mà em trải qua ca mổ thì em có một vết sẹo ở cổ. Vết sẹo của em không phải là sự tự ti mà em sẽ biến nó thành sự tự tin để em có thể tỏa sáng nhất. Đến với Miss Cosmo Việt Nam 2023, đứng ở đây là một cái hành trình tôi luyện của em. Và nó là một sự rất là tự hào và sự vinh dự của em ở thời điểm này. Và em sẽ cố gắng để em có thể vững vàng bước tiếp. Câu hỏi từ bạn Nguyễn Thị Bích Thùy ạ. Trong cuộc thi năm nay, bạn đánh giá cao thí sinh nào sẽ có cơ hội thành Miss Cosmo Việt Nam 2023? Câu hỏi khó thế. Câu hỏi ban giám khảo còn chả trả lời được. Em đã đi được 1/3 của chặng đường, thì đối với em, bạn nào cũng xứng đáng trở thành Miss Cosmo Việt Nam. Em cảm nhận được sự cố gắng của các bạn qua từng tập, có khi phải quay đến 3 giờ sáng. Em ở Thanh Hóa là một vùng quê cũng rất là vất vả. Và em đến đây em cũng mong muốn là mình có thể chinh phục được Miss Cosmo Việt Nam bằng cái sức lực, bằng cái sự cố gắng của em. Bản thân chị là người nghe thì chị vẫn chưa hiểu rõ được cái điều em muốn nói là ai sẽ trở thành Hoa hậu Miss Cosmo Việt Nam 2023. Rõ ràng câu hỏi của mình là một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Em đang trả lời một câu hỏi khá là lòng vòng đối với chị. Mới bắt đầu liệt kê ra thì nó dễ dàng đi sâu vào cái suy nghĩ của người đối diện và họ bắt đầu nghĩ về cái điều mà em đang dẫn dắt họ tới, những cái điểm mạnh của em, những cái thứ em tại sao phải xứng đáng. Làm rõ được vấn đề ai là người ở đây, em. I would not answer this like this. I would not agree with. I don't agree. I have to cut. Thao túng tâm lý được người nghe trên này. Nhi thì không đồng ý với cả quan điểm của Ly. Một người phụ nữ khiêm tốn không thể nói là mình là người đẹp nhất, mình là một người giỏi nhất và mình xứng đáng để mình chiến thắng cái cuộc thi này. Người thắng hay không thắng nó cũng là duyên, nó cũng là may mắn, nó cũng là có thể là thời điểm. Thì thế nhưng nghĩ là cái trả lời của em là cái trả lời đúng đắn nhất trong cái thời điểm bây giờ. No. Nó không phải là thứ gọi là mình vỗ ngực xưng tên để nói rằng mình hơn những cô gái khác. Tất cả những cô gái khác ở đây cùng nhau chiến thắng ngôi vị này. Nếu bạn đứng đây bạn nói là em nghĩ là em là hoa hậu, nó rất là kiêu hãnh. Bản thân Nhi cũng thế, tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ để đến đây để cạnh tranh với ai hết. Mình đến đây mình trải nghiệm, mình đến đây mình học hỏi, mình đến đây cùng nhau mình có những cái memories cùng nhau để mình phát triển con người của mình, để mình thành một phụ nữ tốt hơn. Cái vấn đề mình trả lời câu hỏi nó khác. Mình đang kể ra những gì mình có lợi thế,
và mình không dìm bất kỳ một ai đó xuống để bản thân mình trở nên tỏa sáng hơn. Thì cái đấy là một điểm em có thể nói thêm được. Tức là thông qua cái cách mình diễn đạt. Nói thêm, mình phải em đứng dắt. Để em nói ngay là I miss Cosmo, you know. Em đến đây em có thể nói câu trả lời của em, xong rồi nói thêm những cái mà Ly nói. Nhưng em nghĩ là em cũng là một trong những cô gái có thể xứng đáng được làm Hoa Hậu Vũ Việt Nam 2023 vì... Em có nhận ra là câu trả lời của em nó rất giống với nhiều cô hoa hậu khác. A cũng được, B cũng không sao. Chị Nhi đó là chị muốn em khiêm tốn hơn, còn chị Ly đó là muốn em quyết liệt hơn. Tất cả mọi người đều có thể xứng đáng trở thành Miss Cosmo. Nhưng mà em nghĩ em cũng là một nhân tố rất quan trọng, đối thủ đáng gờm để các bạn có thể cạnh tranh với nhau công bằng. Nó vừa khiêm tốn mà vừa quyết liệt. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam cần một cô gái quyết liệt như vậy, chứ không phải là nói chuyện ngoài vốn. Xin mời thí sinh tiếp theo, Lý Thị Linh, số báo danh 488. Câu hỏi của em nhận được là từ chị Ngô Bảo Ngọc ạ. Hãy kể cho tôi một sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống đã khiến bạn thay đổi. Bạn rút ra được gì từ bài học đó? Đối với em thì sự kiện đã thay đổi cuộc đời của em đó là khi năm em 18 tuổi, em trượt đại học. Em đã phải sống trong một cái suy nghĩ là em đã thất bại, vùi mình trong tiêu cực. Nhưng mà sau đó em nhận ra là em phải cố gắng hơn để em có thể tìm lại cuộc sống của mình, tiến tới những tươi mới hơn, thành công hơn. Và khi em đứng đây, em đã làm được điều đó. Em đã chứng minh với mọi người là em đã thay đổi. Em sẵn sàng đối diện với thất bại, sẵn sàng nhận những cái thử thách để mình có thể tốt hơn, để tìm cái lối đi cho thành công của mình ạ. Chị thì hơi khó, nhưng mà đối với chị, câu trả lời của em vừa đủ. Vậy thôi. Dạ, em cảm ơn ạ. Lê Đàm Hồng Thọ, số báo danh 777. She's pretty. Xinh mà. Hôm nay xinh thế. Câu hỏi của em là của chị Hoàng Thị Nhung. Bạn có điều gì khác biệt so với 9 cô gái còn lại khiến chúng tôi phải giữ bạn tiếp tục cuộc hành trình Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2023? Em là một trong những cô gái hiếm hoi đã vào vòng loại trừ, tới lần này là lần thứ 4. Đó cũng là một điều khiến em khác biệt, vì nhìn lại thì em đã vượt qua vòng loại trừ 3 lần, đã chứng minh với ban giám khảo thấy là em xứng đáng được ở lại với cuộc thi này. Và em tin là với lần thứ 4 này em cũng có thể làm được điều đó. Tự đứng lên từ vấp ngã của bản thân so với 3 lần trước sẽ là cái mà làm khi em khác biệt. Câu trả lời này có hợp với cả cái tiêu chí mà chị Hương Lý lúc nãy nói không? Kiểu là mình phải trả lời directly vào cái câu hỏi đúng không? Đúng, bản thân Lê thì Lê cảm thấy ấn tượng về câu trả lời này. Em đánh thẳng vào vấn đề là tại sao em khác biệt so với các bạn thí sinh khác. Và rõ ràng trong quan điểm của em có những điều rất là tích cực khi bản thân em đã luôn từng bước bước qua được những giới hạn của chính mình, những cái lỗi sai của chính mình. Em nói là em đã lần thứ 4 bước vào vòng nguy hiểm rồi, và em nói em cố gắng, em trau dồi rất là nhiều, mà tại sao tới lần thứ 4 em vẫn bước vào vòng nguy hiểm? Mọi người sẽ suy nghĩ ra như vậy, và những cái mà lập luận của em làm cho khán giả, đặc biệt là giám khảo nghĩ rằng hình như đã cho em quá nhiều cơ hội phải không? Để cho em hết lần này đến lần khác em bước vào vòng nguy hiểm. Chị nghĩ rằng cái cách mà em thao túng mọi người á, nó còn chưa có mạnh lắm. Thế bạn cũng dũng cảm. Đúng rồi. Đúng không? Nghĩ là gì không có thể đứng đây nói cái đấy được. Dũng cảm đấy, dũng cảm nói là I'm worth it, I'm worth it, I'm standing here, I'm worth to get to the next chapter. Thế là kiểu phải là cũng một cái người mà có attitude nói được cái điều đấy. Phải có một cái sự tự tin, một cái sự cháy ở bên trong. Mà đến kiểu lần thứ 3 rồi ấy, lần thứ 4 rồi ấy, mà em mới còn đứng đây em cười với Nhi được. Em mới còn tự tin đứng đây, em kiểu, you know, I'm standing here, I'm worth it. Cảm giác như cái lửa của bên trong của em ấy, nó chưa được phát ra bên ngoài. Và thật sự có thể là vì thế chị Mô Thủy cũng nói là mình cũng vẫn muốn cho em một cơ hội thêm nữa để em có thể phát ra được cái lửa đấy ra bên ngoài. Tại vì Nhi không hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp như thế này rất là duyên dáng mà có thể vào 4 lần trong phần C. Thọ phải nhìn lại bản thân mình rằng là mình sẽ còn cần phải phát triển thật là nhiều nữa ở những mảng nào để mình có thể trở thành một phiên bản tốt hơn nếu như mình có một cái cơ hội được đi tiếp. Chắc chắn là ấn tượng nha, 777 rồi 4 lần vào vòng loại là ấn tượng lắm nha. Ê, số 7 là số thất á, thất 3 lần rồi đó. Trời đất ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo, Nguyễn Thị Thanh Thủy, số báo danh 591. Câu hỏi của em được đặt từ bạn Nguyễn Thanh Thanh, có số báo danh là 088, tính nữ độc hại. Theo bạn, như thế nào là tính nữ độc hại? Bạn sẽ làm gì, nói gì với những người phụ nữ mang trong mình tính nữ độc hại?
Theo em á, thì trong mỗi người á, đều mang tiềm ẩn ở đâu đó một cái tính độc hại. Chỉ khác nhau ở chỗ là người đó biết điều tiết nó như thế nào, biết kiểm soát nó như thế nào để mà có thể tốt nhất có thể. Đối với những người mà có tính nữ độc hại á, thì em nghĩ là chúng ta cần phải bình tĩnh để mà có thể tiếp cận họ, để có thể giải thích cho họ hiểu. Trời ơi, em khó hiểu quá. Khoan, em có hiểu tính nữ độc hại là gì không? It's like toxic femininity, right? Cảm giác như em không hiểu câu hỏi hay sao, em cứ trả lời hơi... Em có hiểu không? Dạ, thật ra thì em cũng chưa có hiểu lắm. Chưa hiểu lắm đúng không? Vì thế em cũng khá là giật mình khi mà nghe được những câu hỏi của thí sinh ở group A. Câu hỏi là vì toxic femininity, thí sinh ở group C cũng không thể trả lời câu hỏi đấy được. Tại vì bạn ấy chưa có đủ kiến thức về cái chủ đề đó. Tại vì chủ đề rất là khó. Bản thân nếu mà Nhi mà không quan tâm đến nữ quyền thì chắc chắn là Nhi cũng sẽ không biết cái chủ đề này. Đỗ Thị Cẩm Tiên, số báo danh 795. Câu hỏi của em đến từ bạn thí sinh là Bùi Xuân Hạnh. Hãy cho tôi biết về phẩm chất tốt đẹp nào mà bạn được thừa hưởng từ bố mẹ bạn. Phẩm chất tốt đẹp mà em được thừa hưởng từ ba mẹ của em đó chính là sự tử tế. Em được sinh ra trong một gia đình không có điều kiện, nhưng mà em cảm thấy mình rất là giàu có về tình yêu thương, giàu có về giáo dục và giàu có về sự tử tế. Cho nên là cái điều này em luôn tự hào về bản thân mình. Kindness is the most valuable things that I have when I was born in my family. That's why I always proud of that. Thank you. Đối với Thủy, câu trả lời này rất là chạm vào cảm xúc và nó làm cho mình cũng có một cái trái tim ấm áp giống như bạn vậy đó. Ngoài cái sự khôn ngoan thì cái sự tử tế nó rất là cần trong cuộc sống này. Bạn rất là may mắn khi mà thừa hưởng cái điều đó từ ba mẹ của mình. Câu trả lời rất là hay. Cảm ơn bạn. Xin mời thí sinh tiếp theo. Võ Thị Thủy Tiên, số báo danh 094. Em được nhận câu hỏi từ chị Đặng Trần Ngọc với số báo danh là 684. Với câu hỏi là, người ta nói hoa hậu không phải một công việc mà chỉ là danh hiệu ngắn hạn. Vậy nên các nàng hậu không xứng đáng được tung hô quá mức. Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Có một phần là đồng tình và cũng có phần là không đồng tình. Bởi vì đối với em thì danh hiệu thì đó không phải là công việc của mình, mà đó chỉ là một cái con đường để giúp mình phát triển như thế nào và giúp mình chứng minh mình với mọi người xung quanh là chúng ta sẽ như thế nào để chúng ta có thể lan tỏa cái năng lượng tích cực đối với mọi người. Nhưng cái việc mà em không đồng tình ở đây đó chính là các nàng hậu không xứng đáng nhận được sự tung hô quá mức. Việc mà mọi người tung hô quá mức đó là vì mọi người cảm nhận được những cái tích cực và những điều mà các nàng hậu chúng ta mang tới. Cho nên là việc họ có tung hô hay không đó là những cái quan điểm cá nhân của họ. Cho nên là đối với em thì việc tung hô quá mức cũng được hay là không tung hô cũng được. Chỉ là các nàng hậu chúng ta biết những gì chúng ta làm, những gì chúng ta trải qua và những gì chúng ta chạm được đối với khán giả là như thế là đủ. Khúc đầu em hơi dắt chị quá. Khúc đầu em hơi dắt dắt chị đi vòng vòng á, làm chị chưa hiểu rõ được điều em muốn nói gì. Nhưng mà cái thông điệp chốt cuối của em khiến chị cảm thấy rằng là chị sẽ đánh giá cao về tư duy và sự nhạy bén của em trong cái câu trả lời này. Thí sinh cuối cùng, Lê Huỳnh Thảo Uyên, số báo danh 077. Câu hỏi của em đến từ bạn Thomas Iris Thanh, số báo danh 090. Theo thống kê, từ khi sự xuất hiện của mạng xã hội, sự gia tăng các chứng bệnh tâm lý cũng ngày càng tăng. Từ đây, bạn nghĩ sao về việc có nên cho trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội từ sớm hay không? Và nếu có thì là ở độ tuổi nào? Do có một số phụ huynh ngày nay là đã cho con em mình sử dụng mạng xã hội quá sớm, dẫn đến con em mình sẽ tìm hiểu những điều tiêu cực trên mạng xã hội và có thể dẫn đến việc bắt chước xảy ra những cái điều đáng tiếc. Chúng ta không nên cho trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội từ quá sớm, nhưng vẫn cho trẻ em tiếp xúc với mạng xã hội vào cái thời điểm mà trẻ em vào độ tuổi đi học và cần sử dụng mạng xã hội để tiếp cận với những kiến thức cần tìm hiểu cho cái việc học đó. Và cha mẹ có thể quản lý trẻ em qua những cái ứng dụng, những cái app trên điện thoại, và bây giờ là mình có thể quản lý được, chỉnh được thời gian và tìm biết được con mình đã tìm kiếm những gì trên mạng xã hội ạ. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong thử thách loại trừ lần này của mình. Bây giờ sẽ là thời gian hỏi ý cũng như là tổng kết kết quả. Cảm ơn các bạn. Hiện tại trên tay Ngọc Châu cũng đã có kết quả thứ tự xếp hạng của các bạn sau thử thách vừa rồi. Trước khi mà Ngọc Châu công bố kết quả thì chắc là Ngọc Châu xin mời Bích bạn chia sẻ một chút xíu về cảm xúc cũng như là cái quyết định cuối cùng của bạn là gì. Hiện tại đây thì em xin phép là có thể dừng
tham gia chương trình Hoàng Vũ tại đây ạ. Nhưng mà em đã nói hồi nãy thì đây chính là sự khởi đầu của em trong việc mình sẽ tiếp thu những cái điểm thiếu sót của mình cũng như là những điều mà mình chưa hoàn hảo trong cái chặng đường tiếp theo. Cảm ơn những chia sẻ của Bích. Vậy là Bích đã quyết định dừng lại hành trình của Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam và Ngọc Châu cùng với ban tổ chức. Chúng tôi rất là tôn trọng quyết định của bạn và chúng tôi xin chúc cho bạn thật nhiều sức khỏe nè, và hành trình mới trong tương lai của mình sẽ gặt hái được những thành công giống như những dự định của Bích đã đặt ra. Như vậy có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta sẽ có 5 thí sinh được tiếp tục đi tiếp và 4 thí sinh sẽ phải dừng lại hành trình của mình. Người Ngọc Châu gọi tên là các bạn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng với Miss Cosmo Việt Nam. Người đầu tiên, Ngọc Châu xin chúc mừng Phan Lê Hoàng An với số báo danh 382. Nguyễn Thị Ngọc Khánh, số báo danh 586. Quách Thị Lệ, số báo danh 475. Thí sinh tiếp theo là thí sinh Lê Đàm Hồng Thọ, số báo danh 777. Xin chúc mừng Thọ và hy vọng rằng Thọ sẽ tận dụng được cơ hội lần này. Chặng hành trình của mình cũng không còn dài và Ngọc Châu hy vọng rằng là chị sẽ không gặp em trong bất kỳ vòng loại trừ nào nữa nhé. Và thí sinh cuối cùng, xin chúc mừng Đỗ Thị Cẩm Tiên với số báo danh 795. Xin cảm ơn hành trình của các bạn, xin cảm ơn những nỗ lực, những cố gắng mà các bạn đã mang đến với Miss Cosmo Việt Nam 2023. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một hành trình mới tốt hơn, đẹp hơn. Chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã xảy ra rồi, mình không phục thì mình cũng phải chịu thôi. Đã là một người thua cuộc rồi, phải chấp nhận điều đó, xem như đây là một cái động lực để mình có thể phát triển hơn về tương lai. Tiếc nuối ở đây là tiếc nuối những cái sự ủng hộ của mọi người dành cho em. Thật sự là mọi người kỳ vọng của em rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ em đến đây có cái sự trải nghiệm rồi. Tham gia rất nhiều thử thách như thế thì em cũng đã trở thành một con người tự tin hơn và trưởng thành hơn. Các bạn thân mến, Ngọc Châu có một tin rất là quan trọng muốn chia sẻ với các bạn, rằng hành trình của các bạn ngày hôm nay chưa hẳn là kết thúc. Bởi vì tại Fashion Show sắp tới, chúng tôi sẽ có 5 tấm vé cho 5 bạn có phần thể hiện xuất sắc nhất để trở lại tiếp tục với hành trình của Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam Miss Cosmo Việt Nam 2023. Let's go! Các bạn hãy đến với buổi casting, hãy thể hiện bản thân mình hết sức để có thể giành lấy cơ hội được tiếp tục đồng hành cùng với Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam Miss Cosmo Việt Nam 2023. Cánh cửa này khép lại thì chắc chắn là sẽ có cánh cửa khác mở ra. Em nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Và nếu có thể thì em mong muốn là mình sẽ giành được một tấm vé để tiếp tục với chương trình. Dẹp bỏ những cái buồn đó vào bên. Em nghĩ là em sẽ cố gắng hết sức tham gia vào casting, chạm lấy một cái tấm vé để quay lại nhà chung. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi casting cho Fashion Show sắp tới. Rất là hy vọng các bạn trân trọng với cơ hội này. Thanh xuân chúng ta sẽ có những cái cột mốc, chúng ta ghi nhớ lại cái kỷ niệm. Hy vọng rằng Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023 là một cột mốc đáng nhớ của các bạn. Trong tập tiếp theo của Tôi Là Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2023, Ladies and gentlemen, welcome on board. Những thử thách cam go nào đang đón chờ top thí sinh xuất sắc nhất ở phía trước? Ai sẽ ở lại và ai sẽ phải nói lời chia tay với hành trình tôi luyện nên tôi, Made Not Born của Miss Cosmo Việt Nam 2023? Trên tay của Ngọc Châu đã có kết quả. Ai sẽ là 5 cô gái nhận được cơ hội thứ hai để đồng hành cùng với Miss Cosmo Việt Nam 2023. Đón xem tập tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ sáu ngày 15 tháng 12 2023 trên kênh YouTube chính thức Uni Network
siêu ứng dụng giải trí Vion và 20h45 phút trên Be Entertainment. Xem các chương trình giải trí trực thuộc Becom tại các kênh YouTube Be Official, Be Entertainment, Be Show, Be Music và Be Food Travel. Kính mời quý khán giả đón xem Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 được phát sóng vào lúc 21h30 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Be Music và Đấu Trường Toàn Năng được phát sóng vào lúc 21h thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xưa ấy cha ông đã say, ta nhìn ngắm bầu trời.